Chào anh Quang Thắng, anh chào anh Quang Thắng. Chào à, Nguyễn Minh. Tình hình là tại vì không phải là em lai muộn anh Quang Thắng, nhưng mà có vẻ là hồi chiều này thằng hèn Hoàng Tuấn Bạch, lúc nó like em vào, em nghe nó nói chia sẻ về cái chủ đề cái nhà hát giao hưởng thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu nó mời mọi người lên. Em thấy mọi người chào Lan Kim, nó gọi lên mọi người lên, thì trong đó nó có gọi quân ta lên rất là nhiều. Thì thấy vậy mà em mới gõ vô, nhưng mà cuối cùng á là nó hứa nó gọi, nhưng mà cuối cùng nó chẳng hằng gọi. Mình hỏi nên sao nó gọi cuối cùng á, nó lóc mình luôn. Vừa ngồi bên Trung Vũ xong, à vậy ha anh Nguyễn Minh. Đi du lịch vui không anh Nguyễn Minh? Chào anh Hoàng. Xong rồi bắt đầu em tức em về em ghi, lúc đó sẵn em đi công công việc nữa, chứ mà em mà không có bận công việc online luôn lúc đó rồi, nhưng mà đi công việc giờ về bắt đầu vô nó báo cáo chặn comment em mất tiêu rồi, giờ em comment trả được, like thì vẫn còn like được nhưng mà nó chặn comment rồi, nên tình hình giờ đang vừa like thử nhưng mà sẵn có chút xíu coi. Có thằng dân chủ cội nào vô sẵn nó đà chửi luôn đi. Em đang còn ấm ức nó đây, nó ngu, nó nói chuyện ngu không thể tả. Chào anh Nguyễn Ngọc. Nó ngồi nó gọi lên, mà lúc đó là có được hero giỏ lên với gọi là chú Hiền Mai. Chào Trương Minh Thảo. Đi đi chỗ khác đi ba que, đi lại kia nằm đi con. Tại hồi chiều á cái vấn đề mà chờ anh Phạm Vũ thấy thông báo bức xúc quá bên trường. Đúng rồi anh Nguyễn Minh, thằng Hoàng Tuấn Bạch á, anh thấy thông báo nào anh Nguyễn Minh? Mẹ nó một miệng một mặt thì nó nói là dân chủ này kia đó, cuối cùng nó không gọi mình lên, cuối cùng nó lựa người nó gọi không à, xong cuối cùng nó gọi xong mình hỏi nó, xong cái nó lóc mình. Chào Thái Bùi Đình, chào các anh chị em trên diễn đàn nhé. Trịnh Trần Siêu. Đâu có anh, đâu có đâu anh Nguyễn Minh. Mạng em đang căng đét luôn mà. Sao cái này sao không thấy cái comment đó? Nó ngồi trên mạng nó nói là Thủ Thiêm bây giờ dân Thủ Thiêm là 15.000 người dân khổ sở gần 20 năm nay. Em comment em hỏi đó dưới vậy chứ 15.000 người dân hả? Ở đâu ra lấy dẫn chứng đâu ra 15.000 người dân? Không. Thì bắt đầu là xong rồi nó im nó không nói.
Ừ, Châu Khai Phong này ngồi chung với Hoa Dinh luôn. đi xuống. Các anh chị thấy mạng bình thường mà đúng không các anh chị? Chào Phạm Thịnh. Đúng rồi. Like chửi bao que chứ không phải đam. Chào em Phạm Quyên. Xuống gấu. Xuống này. Like cái bắt đầu con ba que nữa lại nó kiếm chuyện rồi nè các anh chị. Giờ này chắc hôm nay tối chủ nhật rồi chắc mọi người cũng vắng rồi, chắc ba que cũng vắng, nhưng mà cũng hơi hơi bức xúc hoặc một chút xíu cái thằng Hoàng Tướng Mặt, mà hy vọng rằng là có thể tới tay nó. Thì rất tiếc hồi chiều nó lại chơi, nó chơi trò bẩn quá, nó không mời lên, nhưng mà nó mời mấy anh em mình, mà mấy anh em mình thì nói chung là không nắm vững được cái vấn đề về thu thêm, nên đâm ra là lên là mình nói nó không đi vào trọng tâm cho lắm, nên là nó lật ngược, nó chọt là anh em mình. Chào anh Minh Lê Ngọc Minh. Nó ngồi á, xong rồi nó thêm một cái thằng nữa là cái thằng Trương Huy, mà cái thằng Trương Huy đó là thằng dốt đặt lá me, nó lên thì nó biết chửi là giỏi thôi đó. Chà anh Đông Chảy, đúng rồi, dạo này ế hàng lắm, mà ba que thì dạo này nó bèo đó, ba que toàn là ba que yếu không, vào không dám gọi là gõ nó nhẹ nhẹ chứ không dám gõ mạnh, gõ mạnh nó chạy. Dạo này như nó có vẻ là nó đang anh Đông Chảy khỏe không? Lúc sáng này em mới đi xuống Long An anh Đông Chảy. Trời ơi, chào chào anh Nguyễn Dương nữa, hàng mi chào anh Ti Phạm nhé. Chào chị Phương. Chào Haru.
qua cầu Bến Lức một chút đó, anh Đông Dậy, chào chị Bạch Yến. Nè, đi xuống này. Chào Haru. Tại vì cái like này hồi chiều á em chửi thằng kia mà như nó chặn comment em mất tiêu rồi, nên em sợ là không biết em like được không, nên em like thử thôi. Chào anh Phụng Nên. Anh Phụng Nên hồi chiều chửi thằng Tuấn Bạch, bây giờ nó chơi nó khóa comment em mà nó báo cáo em bị chặn comment rồi. Anh Phụng Nên, anh giải quyết chuyện này sao qua anh Phụng Nên. À vậy hả anh Đông Chảy? Đúng là thằng thằng hèn thiệt tình mà. Chào Hạnh Phúc Trần. Tại chiều là em kẹt, là em lúc đó em ra em đi công chuyện thôi, chứ em không đi công chuyện nha, thì em like liền luôn, em chửi chết con bà nó luôn. Chào anh Bằng, chào Phúc Hưởng. Đúng rồi, anh thấy em gõ comment không? Anh thấy em gõ comment ok, không, nó đâu có mời đâu. Cuối cùng nó mời em, cuối cùng đâu mời em đâu. Xong bắt đầu nó mời thằng 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 Hoàng Tuấn Bạch, anh Đông Dậy. Xong bắt đầu em comment nó hỏi sao hèn quá không mời, cái nó chặn em luôn. Chó thằng đó. Mày chịu nó mời lên nó chết bà em này về cái vụ thủ thêm mày. À, xong lên hỏi nó vài câu nữa. Nhưng mà yên tâm đi, nó còn ấy thì mình còn chui vô, mình còn thịt nó nữa. Ngu. Không, hôm nay nó cho lên hưởng, nó cho người mình lên, nó cho hôm nay nó hôm nay nay nó cho lên. Đúng rồi đó anh, cũng nên, tại hôm nay nó mời lên, nó mời Hero Võ lên, nó mời Châu Hiền Mai lên, rồi nó mời, nói chung mời những người của mình, nhưng mà những người đó thì người ta ở xa, ta không có nắm được cái thông tin về cái vụ mà nhà hát Thủ Thiêm. Đúng rồi, bọn nó cho người mình lên hôm nay, nó không có nói, nhưng mà nó nhờ người khác lên nói, thấy không? Hello Nguyễn Vô Va. Hello Duy, về nhà chưa Duy? Đúng rồi, tại vì Ngô Hiền Mai lên nói vòng vo chỗ đó thì nó không hết ý, anh biết không? Tại em tính lên là em quất thẳng liền với nó luôn, em trả lời cho nó cái vụ Thủ Thiêm luôn. Đó. Rồi xong bắt đầu bà nội cha nó đòi đòi gọi là trời, đi ăn cái gì mà giờ này chưa đi nữa, vô kẹo thơm hay gì hả gì. Hello Phương Anh, thằng đó hả? Thằng đó là thằng Hoàng Tuấn Bạch ở bên Đức á. À, lên lên xong rồi để lên bóc phốt nó luôn. Đúng không? Nó bên Đức nó có một cái cửa hàng bán đồ mỹ phẩm mà nó gửi về cho cái con Lâm Ngân Mai á. Nó gửi, nó tặng cho Lâm Ngân Mai hình thức là ủng hộ Lâm Ngân Mai, nhưng nó gửi bằng mỹ phẩm về cho Lâm Ngân Mai bán đó. Rồi bên kia nó cũng rất khôn đúng không, bên kia nó quyên góp tiền thì nó lấy tiền, nhưng mà nó gửi về cho Lâm Ngân Mai á, thì nó gửi bằng sản phẩm, thì Lâm Ngân Mai nó bán được đồng nào thì nó ăn đồng đó.
À vậy hả? Ok. Lậu xúc hả? Chào Đức đẹp trai hả? Nó rất là cáo tụi đó đúng không? Thay vì bên kia nó bán những cái hàng đó, ví dụ như chẳng hạn. Đúng rồi, Haru Trần. À, anh phát hiện ra được một cái điều á, nó gửi về mỹ phẩm về cho Lâm Ngân Mai nó bán. À, nhưng mà bên kia thì nó quyên góp, nó lấy bằng tiền cho anh bằng Vũ đó. Rồi á, nó cứ nghĩ rằng là thứ nhất là hàng quá thì nó cũng đẩy được cái hàng mà nó mua hàng sale, nó đẩy được đi. Cái thứ hai nữa, tiền thì bên kia nó quyên góp người ta cũng trả lại nó. À, nên 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 các anh chị phải hiểu được rằng là bọn này nó chỉ là như vậy thôi đó. Ngày hôm nay nó không còn nói như con vẹt nữa, nó không còn nói như con vẹt nữa, nhưng nó cho nó ngược, mời người mình lên. Nhưng mà khổ nổi là mấy anh em của mình á, thì có những anh em không có nắm vững được cái vấn đề của nhà hát Thủ Thiêm, với nắm không được cái cơ sở, nên đâm ra nó lên nó hỏi thì Hero trả lời cũng ok, nhưng mà cũng chưa có hết ý, cũng không đi vào trọng tâm luôn. À, tại lúc đó là em định lên em trả lời cho nó cái đó, em trả lời thêm cho nó nữa, thấy không? Nhưng mà cuối cùng nó không mời, nó không mời mình, cuối cùng nó lóc luôn. Đúng rồi anh Phụng Nên, anh thấy không? Anh thấy giống như nó mời thằng Trương Huy lên không? Cái nhận định của anh Trương Huy, cái đó là cái suy luận của thằng Trương Huy thôi. Mà đã suy luận của nó thì có được quyền đúng, có quyền sai. Thì đã có nghĩa có khi đúng có khi sai, thì không thể nào mình áp đặt cho một sự việc. Đó là cái gọi là tình, nó là suy diễn thôi mà. Hello, ba que trống. Đúng rồi. Luôn hồi lúc chịu lóc mình luôn, anh ra anh đăng ở TT á. Trời ơi, Hello em, Bình Dương. chào anh. Hello. Chào em nhé, chào anh em trên diễn đàn. Thật ra cái thằng Hoàng Tuấn Bạch này thì anh lên nhiều lần với nó rồi. Nhưng mà vì là thằng này là nó có cái cách nói nó bị dân hơn những cái thằng khác. Cho nên là mình Đúng nó rồi. lái mình đi theo hướng, nó cứ bảo nó công bằng, như tôi chỉ nói là ông ở cái mình lên mình nếu không hiểu thì mình phải nói theo cách khác. Bởi thứ nhất là mình phải hỏi ngược lại nó. À, thì nó lại vào cái thế, đẩy nó vào cái thế. Anh không nắm cái Thủ Thiêm đâu, nhưng anh chỉ nắm qua, anh chỉ lên anh định hỏi nó là thế theo ông thì có nên xây hay không. Chứ còn bây giờ tôi nói ông là thì xem xây không, bởi vì đi tiếp cận một cái nền văn hóa, một cái nền văn minh ở phát triển thì phải có những cái đó, không phải là nguyên dạng giao hưởng mà là các chương trình đại hội ca nhạc lớn. Thế nên cứ lại Em nói em anh biết không, em lên em định hỏi nó gì thôi nè. Anh hiểu cái tên người ta đặt cái tên là nhà hát giao hưởng thôi, nhưng đâu phải là đặt cái nhà đúng hát rồi. giao hưởng đó rồi, chỉ mỗi biểu diễn nhà hát giao hưởng. Anh biết làm kinh tế, bây giờ kể cả Mỹ Linh, cái tầm Mỹ Linh ủng hộ cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Tại vì sao? Mỹ Linh là một ca sĩ có tiếng, và một cái show biểu diễn của Mỹ Linh có thể lên mấy nghìn người xem, thì bây giờ cho thuê được cái điểm đó về điều làm kinh tế rất là tuyệt vời, thì việc gì đâu mà không không Còn không ủng hộ được hai là sao? cái bọn đấy nó có cái vấn đề bịa đặt này này, tất cả các dự án ở Việt Nam, cái dự án đấy đi vào nhưng mà mặt bằng nó phải sạch thì bắt đầu mới vào Đâu vận có. công, em hiểu không? Ừ. Còn bây giờ còn những gì vướng mắc của người dân là cái ban giải phóng mặt bằng hoặc cái ban đó phải giải quyết xong và phải trả Đúng lời, hả? ở cấp thành phố thì phải trả lời thành phố, và cấp chính phủ là phải trả lời thành chính phủ, đúng không? Đúng. Sau đó thì ông mới đi vào hoạt động được. Bởi vì anh nói với em, bọn nó không hiểu cái cơ cấu đó. Bây giờ bất kể cái gì, còn cái chuyện bao nhiêu là do quy định của pháp luật và giữa các chủ doanh nghiệp bồi thường và người dân. Còn anh thì máng máng qua là trong đó nó chỉ có một số hộ như anh Võ là anh nói là đúng, chứ không phải là tất cả cái diện tích của cái vùng Thủ Thiêm đó. Mấy anh chỉ cần hỏi ngược Đúng lại rồi nó ạ. là trước đây cái đó nó là một cái vùng đất sình lầy trũng kém phát triển, thế bây giờ người ta đưa vào cái dự án đó để nhằm thúc đẩy cả một cái vùng mới lên, chứ không phải là vấn đề là còn bây giờ tiền không cần phải đào bới, là tiền ở đâu, vốn ngân sách là của nhà nước hay của đâu. Cái vấn đề là vấn đề do cái mình không hiểu rõ thì mình không nên đẩy nó vào, bởi vì chúng nó là có nhiều cái thông tin giả lắm. Cái riêng cái thằng Hoàng Tuấn Bạch này nó đưa ra tất cả các cái con số nó đều là giả hết, hoặc là báo Đúng rồi. trái 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 chiều, em hiểu không? Thứ nhất tại vì mới hồi hồi lúc đó đó, do cũng em cũng hấp tấp,
em để lộ một cái thông tin là khi nó nói, anh nhớ nó nói là 15.000 dân của Thủ Thiêm khổ gần 20 năm nay, thì em lúc đó là em hố một cái là em lại comment bên dưới em hỏi vậy chứ cơ sở nào lấy gọi là 15.000 dân ở đâu ra, em hố cái con số đó đi, thì thành ra nó biết là khi con số nó lên mà em lên là đương nhiên em sẽ bắt chẹt con số đó, thì ở đâu ra con số 15.000 đấy. Mới cả anh nói với em là em để cái cờ bốn liềm, thế là nó biết em rồi, em đó cái avatar của em ấy. Tại vì anh biết sao không? Tại vì một khi mà em lên nó là chắc chắn em cũng ra mặt đâu. Tại vì nó biết em rồi, em đụng nó mấy lần rồi. Mà những lần đầu á còn nói chuyện lịch sự, những lần sau em đụng nó là em chửi thôi. Với những cái lần đi những cái diễn đàn khác mà em đụng nó luôn rồi. Nên nó cái nick Bình Dương đó, nó lóc em vĩnh viễn luôn mà. Đó. Nên đâm ra hôm hồi chiều này một đến lên. Cái thứ hai nữa, nó nói là nó có thông tin thêm nữa. Chứ bữa trước là nó nói là nó cái thông tin 1.500 tỷ đó là từ cái ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh, là từ tiền thuế. Nhưng hôm nay nó có được cái thông tin là nó biết là bán được cái lô đất số 23 Lê Dũng là ok, đúng rồi. Nhưng mà nó nói là cái đất đó là ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa, người ta không dám đụng vô, nói cái việc thời Nam Cộng Hòa là của cậy mẹ Nam Cộng Hòa mắc mớ gì. Tới ngày hôm nay, đúng không? Bây giờ cái chuyện ngày hôm nay người mình ta chỉ phản biện vào cái mặt chính danh thôi. Khi mình không hiểu về con số, mình không hiểu về cái đấy thì mình chỉ nói là thứ nhất là chủ trương chính sách cái đấy là phát triển và xã hội phát triển, không phải là ăn đo mặc đẹp không, mà nó cần phải cả văn hóa nữa, nó giao lưu văn hóa, nó nhiều vấn đề, em phải không? Chứ mình cần gì phải nói sâu về vấn đề gì, bởi vì mình không nghiên cứu làm sao để có được, đúng không? Còn chúng nó là chúng nó có những cái nghiên cứu, nhưng nghiên cứu của nó là trái chiều, con số đưa ra là con số đều, thế đó bây giờ mình nó đưa ra mình không biết đúng hay sai. Nó đưa cho mình một con số, cho nên anh thường anh không mắc bẫy tay này, vì một lần anh lên nó cứ đưa ra GDP với đó kia, Lào với Campuchia, mình bảo cái vấn đề Lào với Campuchia cuộc sống người dân tôi biết, còn các ông ở ngoài các ông làm sao mà biết được. Thì cái vấn đề các ông chỉ nhìn trên cái thống kê theo cái tổ chức nào, hay là ông lại toàn là cái bọn chống cộng, ok em hiểu không? Cho nên là cái chính là mình lên là mình phải có cái kinh nghiệm, bởi vì thằng này nó lại thuộc cái dòng khác, nó không phải như thằng Tân Thái. Đúng rồi, nó có cái trình độ nó sâu hơn, vì trước đây thằng này nó là cái thằng nó bảo nó ở đoàn ngoại giao ở đó, sau đó khác chính kiến thì nó mới sang đó, không biết có phải hay không. Không anh, thằng này á là nào là giống như hồi chiều anh nghe nó không, nào là nó xuất thân từ chung đi chung bò với ông Nguyễn Thiện Nhân, nó xin lỗi hồi chiều là tính lên hỏi vậy chứ thời ông làm là ông thời năm nào, ông đi chung Nguyễn Thiện Nhân, ông đi bên ban bộ nào, ông nói ra đi. Mới cả hôm nay anh định lên anh bảo nó là chính ông diễn đàn, ông nói là chính phủ Đức thế nọ thế kia, mới cả chính phủ Việt Nam. Thế ông có biết rằng là hiện nay chính phủ Đức đã đồng ý cho tập đoàn VinFast vay 950 triệu đô chưa? Thế thì có phải là vấn đề không, ông nói như thế đúng hay sai? Em hiểu không? Anh định lên gọi là sai là bấy phát. Đấy. Ông em, cần em không để tôi dẫn chứng luôn cụ thể cho ông xem. Đấy. Cho nên anh em định xoay ngược nó như thế, mình tức là mình có những cái mình phải lấy cái điểm mạnh để mình che cái phần, bởi vì anh nói với em chứ mình phải chuyên gia kinh tế, mình có phải là nhà hoạch định chính sách đâu mà mình nắm bắt được những cái việc đó. Báo chí thì nó cũng chỉ tổng hợp một số thông tin, nó có sâu đâu, đúng không? Vấn đề nhưng mà trong đấy có thằng AQ ở trong đấy đấy nhá em nhá, khi mà nó sinh ra anh lại không được lên nữa, mà nó sinh ra chú là chú không được lên nữa đấy. Đúng rồi. Không anh Bằng Vũ, cái này gọi là khu tái định cư luôn chứ không phải là khu tạm cư nữa nha anh Bằng Vũ. Và có một số người á, người ta nhận tiền người ta không ở đó, nên bây giờ cái khu tái định cư này á, người ta xin là chuyển qua bán ra cái nhà cho người dân luôn chứ không phải là cái khu tái định cư nữa nha anh Bằng Vũ. Còn có một số, còn Bình Dương tiền. Bình Dương có biết là chứ, chính cái vấn đề anh Bằng đã quay lại cái tái định cư, cái khu tái định cư của hầm Thủ Thiêm chưa? Hôm mà chính anh Bằng đã thu, thế mọi người cũng không nắm được cái thông tin đó. Chứ còn có thể chính quyền làm sai chỉ một số trường hợp thì hiện nay mình đang giải quyết rồi, đúng không? Con ba que nhà chú này hư quá, mổ thì thôi. Ba que chứ xỏ lá. Hai con nó giỡn nhau đã rồi, bắt đầu nè đó, la lên cái đầu nó chạy lên đây nè, đi xuống này hai con luôn. Anh thấy con chú trước, ok nhiều quá, anh phải nhường có chú ok cho cuối cùng nhường không được nữa, anh đành phải lao vào ok để anh lên, anh định vẽ phang cho nó một trận. Thế nhưng mà nó lại cũng không cho anh lên ức, mà chị Cao Hoàng Lan lên đấy, chị bảo tại sao lại kiểu không cho Phùng Nên lên với cả Bình Dương lên. Đầu tiên là nó định cho anh lên rồi,
xong nó bị xích đoạn sau nó lóc mẹ em lúc mà nó cho thằng anh vui vẻ lên á. Chưa, thằng anh vui vẻ thì em nói anh em, thằng anh vui vẻ này để từ từ em lùng ra được thằng địa chỉ thằng anh vui vẻ này thì em mới nói chuyện đó. Thiệt là tình thấy cái con này chào anh Khoa Lê. Nói chung là bọn này là nó bọn ba que này là nó xuyên tạc, nó toàn dựng đứng tai, là nó toàn nhìn vào những cái góc độ. Tớ bảo nó đi bệnh viện nhé, mày thích không, mai tao đi tao quay cho mày bệnh viện toàn những chỗ lịch sự loàng hoàng. Anh Bằng Vũ nói khu khu tái định cư nào hai tầng, anh Bằng Vũ không có khu tái định cư nào hai tầng hết nha anh Bằng Vũ. Được anh Bằng... muốn nếu mà ở Thủ Thiêm, anh ơi muốn ở thấy nhìn cái khu tái định cư đó thì để ngày mai ngày kia gì thực tiện á, Dương đi Dương sẽ quay cho anh xem. Khu tái định cư nó hình như là 9-10 tầng vậy chứ không phải 2 tầng đâu nha. Nên em mới nói anh đó là hồi chiều là em rất ức. anh thấy chú mẹ cứ ok suốt, mẹ anh biết chú suốt ruột rồi chú lên, bởi vì là mọi người lên là không thỏa mãn được, mà cái luận như thế thì đâm ra trở thành mình lại bị ấy. Cho nên là nếu mà chẳng hạn như trong trường hợp anh em mình cũng phải là phím nhau, là khi có một người mà biết hơn thì cũng phải nhường, coi như kể cả là mình cũng lên để đường khác lên. Khi mà anh biết là chú lốc, nó lốc chú ấy, thì là anh mới ok nhiều, sốt ruột rồi. Xong cuối cùng đến cuối buổi nó không cho, em tức quá. Cái thằng Chi Bo Bo này, mày biết cái gì Bo Bo mà mày đặt cái tên hả? Mà vô đây mày xạo xạo. Lại được cái thằng Châu La Khải hôm nay định xếp hàng, định lên. Mà thằng Châu La Khải, mày ngồi in luôn đi nhá, không mày chết đấy. Anh em bọn mau mày, mình chưa thèm động mày đâu mày, Châu La Khải. Châu La Khải lên an sinh xã hội, thằng đời làm, mẹ biếng ăn, lại cứ thích nhà nước cho. Lấy đâu ra mà cho chúng mày? Tiền bọn tao đóng góp nhà nước chỉ có xây dựng những cái cơ sở vật chất hạ tầng để phục vụ cho người dân, như mày mày lười làm. Cho nên là mày cái chị gì ở bên Đài Loan, chị nói mày hơn con chó đôi đũa là đúng rồi. Mày không hơn ai được, mày hơn con chó đôi đũa. Cho nên là mày mẹ mày đừng có lên mày phản động. Mày còn sống ở trong đất nước này, mẹ mày con mày ăn nhà mày đang ở đấy, mẹ mày không có ơn đảng ơn chính phủ mà cái loại mày đừng thế. À mày đấy, nói chung là cũng phải chính quyền vào cuộc. Những thằng đấy toàn lên không phải đâu anh Bằng. Anh Bằng Vũ, anh biết sao không? Thật sự đôi lúc mà nhiều khi anh xem cái clip đó, anh xem kỹ nha. Khu tái định cư không có 2 tầng đâu. Khu tái định cư của Thủ Thiêm là 10 tầng. Hình như em nhớ chính xác nó là 10 tầng, nhưng mà nó tới là 4-5 lốc gì đó. Thì tới mấy ngàn hộ dân rồi nha. Nên anh nhớ kỹ coi chừng bọn kia nó dắt mũi anh rồi đó. Không phát triển bây giờ thì chúng nó bảo là chậm phát triển. Phát triển thì chúng nó lại bị ngáng bạc. Bọn ba que nó khốn nạn thế chứ. Nên là anh nói với em bây giờ chắc chúng nó cũng làm một dạng lên. Tại sao bây giờ anh lại đi ngược lại thời gian chút, bảo nói ba que không chết. Thế nhưng mà cái cách tuyên truyền chúng nó là rất láo. Mình phải có những cái phản biện lại để cho nó cân bằng ở trên mạng, ở góc độ là mày nói thế nhưng mà lại có diễn đàn người ta phản biện mày thế. Bao giờ cái người đi tìm đọc người ta cũng, hoặc tìm xem thì người ta cũng phải xem cái chính chiều và cái trái chiều. Em hiểu không? Để xem trong, còn bây giờ cái trái chiều các ông chỉ nói đến góc độ thôi mà ông nói như thế là xuyên tạc. Cho nên là mình cũng phải có những cái diễn đàn mà có những người hiểu biết lên nói. Hôm nay anh Đô Võ lên là cũng nói có một số cái mà anh không có. Hứa Thiên An ơi, ngày hôm qua bên nhà thờ Fatima là không có. Ở trên diễn đàn của em có chia sẻ cái clip quay của Trịnh Hầu Nam á, là không có biểu tình ngày hôm bữa 13 tây. Bằng Vũ ơi, nhưng mà cái clip ấy là clip của ai quay, hay là của mấy thằng phản động ở trong nước, mấy cái thằng dân chủ quậy, có khi nó quay, nó dựng lên để nó quay, để nó kiếm tiền hải ngoại. Đúng rồi anh. Đấy, cái vấn đề là bây giờ đúng tôi anh. Nói ông phải hiểu một cái điều rằng là clip, nhưng clip của ai cung cấp, hay là cái clip ấy là của mấy thằng phản động. Nên đâm ra là ở đây anh... cái khu tái định cư đó, đợt anh Bằng ảnh có nói một lần rồi đó, hôm đợt anh Bằng hôm anh đi quay cái tái định cái người dân... cư của cái hầm Thủ Thiêm với cả cái phần Thủ Thiêm rồi, mà trong cái đó là nhà nước mình đã bồi thường mà mấy rồi, chỉ còn một cái số là do cái chính quyền thành phố khi đó làm có thể là sai, nhưng bây giờ đang sửa sai vấn đề đấy chứ. Vấn đề có phải là mình lấp liếm cái gì đâu. Nếu như mà lấp liếm nhá, chúng mày không bao giờ biết được. Đấy là nói thẳng,
báo chí Việt Nam lên bây giờ nói cả mặt mạnh, mặt tốt mà mặt chưa tốt thì nó lại không bao giờ nó nói cái tốt như hôm nay. Thì Cao Hoàng Lan thì có nói đấy, đã xây dựng bao nhiêu cây cầu, bao nhiêu con đường, bao nhiêu trường học, bao nhiêu bệnh viện, thì chúng mày không bao giờ nói, chúng mày chỉ đi nói về những cái vấn đề mà nó tiêu cực của xã hội thôi. Còn xã hội nào chả tiêu cực, bên Mỹ đầy tiêu cực. Anh chỉ nói với em thế thôi. Nó bảo bán đất, bán đi cái tài sản đó, bên Mỹ nó bán cả thị trấn nha, đúng không? Thì đúng anh. Thì lúc hồi chiều là em lên em định hỏi luôn, em định hỏi đó. Ủa bây giờ nó hỏi là bây giờ xây dựng trưng cầu dân ý, em hỏi vậy. Bây giờ tôi không biết ở bên anh, đúng không? Bên Đức thì tôi không biết, để tôi hỏi người nữa thì tôi biết. Còn ở bên Mỹ nó bán khu Garden Row đó, nó có chứng, có hỏi, nó hỏi ý dân không? Mà đã, ai đã có phân tích rồi, khi trưng cầu dân ý là nó phải có cái đối lập, đúng không? Mà không hai cái đối lập mà không giải quyết được với nhau thì mới đưa ra trưng cầu dân ý. Còn bây giờ là ý đảng lòng dân. Còn bây giờ nè, em nói anh lặp lại một cái nữa, giống như ngày xưa, bây giờ nói trưng cầu dân ý mà nói, cái người ngày xưa hội nghị Diên Hồng thì người trưng cầu dân ý mời những người gì? Những bô lão, những người có kinh nghiệm sống, có những người có trình độ để người ta. Chứ còn bây giờ mời mấy thằng trẻ trâu hả? Để lên để mà gọi là hỏi nó hả? Thì nó biết về cái kinh nghiệm sống và cái tầm nhìn của nó tới đâu. Nói chuyện mấy em nói em, bởi hồi chiều em rất là tức, để em lên em có mấy câu để em quật nó luôn. Anh nói với cả em như này này, bây giờ xã hội Việt Nam mình phát triển rồi, người dân người ta cũng biết rồi, không thể nào mà không đền bù mà làm được bất kể cái gì cả. Ví dụ như anh nói với em cái chợ An Đông vừa rồi này, bà con không đồng ý, người ta cũng xuống đường, nhưng cũng đường với góc độ là tự người ta và người dân và chính quyền lắng nghe, đúng không? Đúng. Cái bọn kia là cái bọn kích động để nhằm mục đích này mục kia, cho nên là hành vi nó khác nhau, em hiểu không? Thứ hai là anh nói với em, nhà anh ở đây thôi, đang làm cái đường ngoài này, trước khi làm người ta phải họp dân, đầu tiên là người ta thông báo về các cái kế hoạch, cái đúng, mục đích sử dụng như nào. Cái thứ hai là người nào ở trong cái diện tích nào thuộc quy chuẩn nào thì được bồi thường và người nào không được bồi thường. Đấy. Sau khi người dân nhất trí ký vào cái biên bản đó thì nó mới thành lập cái hội đồng đó, thì bắt đầu mới làm xong mặt bằng, bắt đầu mới người ta mới đến cái lượt thi công. Chứ đây giờ cái dự án ấy sẽ khởi công nhưng bao giờ nó phải đạt được các yếu tố, em hiểu không? Phải bên giải phóng mặt bằng, khi sạch rồi phải bàn giao cho bên thi công, em hiểu không? Và bên thi công người ta trách nhiệm mới là thi công. Chứ còn cái nhà hát đó nó chỉ trong cái khu phức hợp thôi, sau này nó còn nhiều vấn ở trong đó chứ nó không phải là chỉ có đặt cái nhà hát đó ở đó. Đấy, mình phải hiểu về cơ bản. Em nói chiều em lên em hỏi gì chứ ông có biết cái vị trí đặt cái nhà hát đó ngay chỗ nào không? Em lên em hỏi ông, bây giờ ông trước khi ông muốn nói đúng không, bây giờ ông hỏi ông biết cái vị trí đặt cái nhà hát đó ngay chỗ nào, ông nói chính xác đi nói chuyện tiếp. Còn bây giờ nhá, cái nhà văn hóa đấy có thể có những nguồn lợi về tài chính nhưng nó mang dáng vóc của một nền văn hóa nó khác, thế mày không? Thế tại sao ngày xưa còn đói khổ như thế, thằng Pháp nó sang nó không lo cho dân đi mà nó xây cái nhà hát to thế, đúng không? Nên vấn đề nó đang nằm ở cái văn hóa, nó không phải là vấn đề cái tài chính, nó là một chuyện, nó là cái văn nét văn hóa là nó thể hiện được cái đất nước con người, đúng không? Ngày xưa nó chỉ có 500 người thôi, bây giờ tổ chức hàng vạn người thì bây giờ ngồi ở đâu, đúng không? Mà cái việc đó là việc của nội bộ trong đất nước Việt Nam. Các ông không có cái tuổi gì để, anh chốt lại là các ông không có cái tuổi gì để tham gia cả nhá. Các ông mẹ mày là cái ông gọi là bà quê, thế là mình xuống đấy, chốt hạ luôn. Bây giờ em hỏi anh, thời đây là mới đây trung tâm Vân Sơn về biểu diễn phải không có một cái chỗ nào tương xứng, phải thuê cái trung tâm triển lãm bên quận 7, Haru ở quận 7 biết cái trung tâm triển lãm quốc tế đúng không Haru? Đó, có phải Vân Sơn vào trong đó không? Mà vào trong đó thì có nghĩa là không có cái sảnh để mà ghế ngồi sẵn, phải xếp ghế rồi phải tất cả lập sân khấu khác. Anh Bằng muốn lên, anh Bằng, ok anh Bằng. Anh Bằng lên nhá. Rồi á. Chào Bình Dương, chào anh em trên diễn đàn. Rồi ok anh, để mà anh Bằng lên anh nói chắc cái tái định cư. Rồi cảm ơn anh. Anh Bằng thoát lại vào lại em cái không, em không thấy camera. Đúng rồi Haru, nhưng mà thấy trung tâm Vân Sơn đợt đó về á, tổ chức cái đó đâu có đủ lợi nhuận đâu, đúng không?
chi phí rất cao, chi phí rồi á, ít khán chỗ ngồi thì ít, thì làm sao mà đủ để chi phí? Rồi, xin chào Bình Dương và chào các bạn. Thì trước mắt thì tôi nói với Bình Dương và tất cả các bạn như thế này. Bây giờ tức là khi mà cái vùng đất Thủ Thiêm là một khu đầm lầy, thì thành phố và chính phủ đã nhận ra được cái điều đó rất là lâu rồi. Thì hiện nay người ta mới xây dựng cái khu Thủ Thiêm thành một cái khu coi như là một cái thành phố ở phía đông. Nó như là các bạn cứ tưởng tượng như là phía cái thành phố phía đông Thượng Hải ấy, là một thành phố hiện đại, coi như là vào dạng coi như là đứng thứ 10 Đông Nam Á. Cho nên là cái công tác đền bù giải tỏa tất cả các thứ thì được thành phố coi như là coi như là đã giải phóng mặt bằng suốt nhiều năm nay rồi. Đấy. Thì bây giờ về cái chuyện mà ví dụ giải phóng mặt bằng thì có vừa rồi thì thanh tra chính phủ vào mấy cái thanh tra sau cái vụ lùm xùm ấy với thanh tra, thì tôi nói với tất cả các bạn nó chỉ tức là thành phố mình hiện nay nó còn chỉ cái sai sót như này chỉ có 40 hình như 4,7 hecta ở phường Bình An, khu phố 1, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Thì còn một số bà con nó cũng chưa kiểu là cái giá đền bù nọ kia tất cả chỉ, nhưng mà cái số ấy nó chỉ cỡ khoảng 0,01% thôi, chỉ một số hộ thôi, chứ còn lại đại đa số bà con đều đồng ý coi như là nhận tiền đền bù giải tỏa hoặc là nhận những cái nhà tái định cư để mà ổn định chỗ ở. Và hiện nay bà con quận 2 đã ổn định chỗ ở và đã có công ăn việc làm rất là tốt. Đấy, còn lại tôi nói với tất cả các bạn, ví dụ là thành phố có lấy thêm là tôi vừa lại tôi nói với các bạn là 4,7 hectare đó, thì đó là cái sai phạm của thành phố. Sai đến đâu thanh tra chính phủ đã kết luận và sai đến đâu thì thành phố kỷ luật những cái người mà làm sai đến đó. Cho nên là bà con yên tâm là như thế. Và vừa rồi có cuộc gặp giữa Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân với bà con quận 2, thì nói chung là Bí thư Thành ủy đã hứa giải quyết từng trường hợp cho những bà con ở quận 2 để mà ví dụ để thỏa mãn, nghe chưa, với những yêu cầu của giữa thành phố và những bà con quận 2. Cho nên bà được bà con rất là hoan nghênh từ cái lúc mà Thủ tướng Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân gặp và sau này lại vừa rồi lại gặp một lần nữa mà để coi như giải quyết cái chuyện đấy cho cái bà con ở quận 2. Nói chung là hiện nay nói chung là cái tình hình đã giải quyết rất ổn thỏa, sai đến đâu coi như những người nào sai thì bị kỷ luật, nhưng vì cái ở cái phường Bình An đấy. Còn tôi nói với tất cả các bạn này, khi đền bù giải tỏa thì là hiện nay mà tự do mà, cho nên là anh muốn lấy tiền thì thành phố sẽ cấp tiền cho đấy, trả một lần xong hết anh sẽ thu xếp được chỗ ở, ok. Còn nhà nào không lấy tiền chẳng hạn, thì lần trước tôi đã quay cho các bạn một cái khu tái định cư ở quận 2. Tôi nói với tất cả các bạn nhé, ngay qua cái hầm Thủ Thiêm thôi, bên tay phải là cái khu mà Quảng Đại Quang Minh. Tôi nói các bạn nhé, hiện nay nói chung là những người giàu, rất giàu ở thành phố mới mua được cái đất của công ty Đại Quang Minh. Còn lại xuống dưới một tí nữa, một tí nữa thôi, cỡ khoảng chừng không được 2 cây số đâu, ở bên trái là có một cái khu tái định cư, tức là không phải là tái định cư hiện nay người ta làm khu nhà ví dụ 1, 2, 3 tầng đâu, mà ở những vị trí rất là đẹp đấy. Thì tôi nói với các bạn nhé, theo tôi khảo sát giá ở khu vực đó thì ví dụ một căn cỡ khoảng 90 mét vuông thì giá nó cỡ khoảng từ 4 đến 5 tỷ, cũng không phải là đấy, chứ không bây giờ không có chuyện cái nhà tái định cư mà nó nhà lụp sụp hoặc cái nhà như thế này thì khác đâu. Cho nên là bây giờ qua đây mình mới thấy là tức là chủ trương của thành phố và của nhà nước tức là đảm bảo cho dân ở khang trang sạch đẹp tất cả mọi thứ, đấy là cái khu tái định cư đấy, đấy, đấy là cái chuyện giải phóng mặt bằng ở quận 2 thì tôi nói sơ sơ qua các bạn thôi. Còn lại nhà hát 1.500 tỷ thì vừa nãy từ hôm qua là rất nhiều người nói rồi, thì tôi nói thêm một cái ý này này nữa này, tức là hiện nay cái số tiền đấy thì mình đã bố trí được đúng không, là bán cái khu đất số 23 Lê Duẩn để mà ví dụ lấy cái tiền đó sang làm cái nhà hát coi như 1.500 tỷ đấy. Thứ nữa là bây giờ này hiện nay cái đời sống của nhân dân thành phố hiện nay càng được ngày càng được nâng cao, số người giàu ở thành phố rất nhiều, những người muốn xem những cái chương trình ca nhạc gọi là bác học ví dụ là nhà hát giao hưởng chẳng hạn,
Thì tôi nói với tất cả các bạn thì cái vấn đề ngày xưa con tôi nó cũng tham gia mà ca nhạc ca nhẽo nọ kia tất cả thứ, thì tôi cũng quen cái ông mà giám đốc nhà máy nhà hát giao hưởng thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Phương Thạch bây giờ, là nói chung là tôi cũng nói chuyện với lại cái nhạc sĩ Phương Thạch, thì là nhạc sĩ Phương Thạch cũng ước ao làm sao mình có một cái nhà hát nó hoành tráng, nhà hát giao hưởng nó hoành tráng. Hiện nay nhá, nếu mà biểu diễn về cái nhạc giao hưởng chỉ ở một địa điểm duy nhất là ở chỗ nhà hát lớn thành phố, nhưng mà nhà hát lớn thành phố thì chỗ ở chỗ chỗ mà biểu diễn ấy, thì nói chung là cái số ghế ngồi rất là ít, vì xây cách đây còn 100 năm hay hơn 100 năm nay rồi, thành phố rất ít. Thành cùng là thành phố phát triển nhá, khách du lịch nhiều đấy, và những người mà ví dụ người ta yêu thích thích cái nhạc giao hưởng ấy, hoặc cần xem những chương trình ca nhạc nhạc mà lớn ấy, thì nó rất là nhiều. Còn nữa, ví dụ như bây giờ các ca sĩ nổi tiếng ở trên thế giới người ta sang đây người ta biểu diễn thì người ta phải có một số biểu diễn nó hoành tráng, đúng không? Chứ bây giờ ví dụ đưa một cái người ca sĩ rất là nổi tiếng ở trên thế giới mà về đây thì bây giờ lại bảo là người ta biểu diễn sân vận động Thống Nhất à, hoặc là ép ở cái chỗ trung tâm gì ở quận 7 vừa nãy Dương nói, người ta không bao giờ. Đó là cái đúng, người ta có cái tầm cỡ của người ta, đúng không? Thế người ta không thể biểu diễn ở đấy được. Ví dụ như cái ca sĩ nổi tiếng thì người ta không như ở Việt Nam người ta biểu diễn đám cưới được, đó là cái đẳng cấp của người ta, cho nên là phải có một cái chỗ để cho người ta biểu diễn. Mà với thứ hai nữa là cái giá vé mà xem những gọi là cái nhạc giao hưởng, thực tế là mình từ ngày xưa thì mình gọi là nó rất đặc về cái nhạc giao hưởng rồi, hoặc là mấy ca nhạc của các ca sĩ nổi tiếng biểu diễn đấy. Nhưng mà bây giờ rất nhiều người nước ngoài nhá, ngày xưa ví dụ con mình nó đi biểu diễn ở cái nhạc giao hưởng, quản nhạc giao hưởng cho chỉ huy ông Phương Thạch ấy, ông ấy làm nhạc trưởng. Mình thấy là xem ở nhà hát lớn thành phố nhá, cái thời gian đấy cách đây khoảng mười mấy năm thì hầu như toàn tây xem, và những cái người ta cực kỳ trí thức người ta coi, chứ còn những người dân mà bình thường như mình thật nghe thì như vịt nghe sấm, nhưng mà cũng chặt ních nhá một cái nhà hát. Chứ mình cũng nhiều cái hồi đấy thì mình há mồm, nhưng mà quái lạ cái nhạc cứ toe 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 kia mà sao bọn nó nghe gớm thế. Nhưng mà thực tế ra là bây giờ hôm nào mình đọc một cái mà bài viết của một cái chị mà chị về kinh tế Huyền Nguyễn, chị viết thì rất gay gắt. Chị bảo bây giờ mấy ông nghèo thì ông muốn coi như đi làm đường làm nọ kia, nhưng bây giờ mấy ông giàu thì ông đóng thuế nhiều, đúng không? Thì ông phải có cái nhu cầu của ông chứ, nhưng mà ông bỏ tiền ra để ông ấy xem. Cho nên thằng nghèo đừng muốn kéo thằng giàu nó xuống gần với mình, đúng không? Để cho ví dụ có nhiều cái loại hình để cho thằng giàu nó có nhiều tiền nó bỏ ra. Thứ hai là cái khách du lịch Việt Nam vào Việt Nam, nhất là vào thành phố Hồ Chí Minh càng ngày càng đông, đúng không? Những người đó người ta có cái tầm hiểu biết về ca nhạc nọ kia tất cả thứ, người ta muốn vào nhà hát hoành tráng người ta coi, để người ta thưởng thức những cái buổi âm nhạc nó rất có chất lượng đấy, thì mình cũng phải đáp ứng cho yêu cầu của người ta. Với hai là bây giờ thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố cũng rất phát triển rồi, đúng không? Thì mình phải có một cái công trình nào đó nó xứng tầm. Ví dụ bây giờ ở nhà hát, tôi nói với tất cả các bạn nhé, bây giờ ví dụ ở mình, tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, Dương sống ở thành phố Hồ Chí Minh thì thấy đất nước cũng phát triển rồi, thành phố cũng phát triển, nhưng bây giờ có một cái nhà hát ra hồn ở thành phố Hồ Chí Minh chưa có, đúng không? Con số 1.500 tỷ thì mình nghĩ người dân mình nghĩ là to, nhưng mà thực tế quy thành đô la cỡ khoảng 63 đến 65 triệu đô la, đúng không? Thì đối với một cái thành phố thì tôi nghĩ là nó chẳng có gì là lớn lao cả, cho nên là không có gì. Những cái trò này của chúng nó là chẳng qua là chúng nó gọi là chọc cạnh bánh xe thôi. Cứ Việt Nam có một cái gì đấy là chúng nó chọc vào thôi. Thực tế là chúng nó thừa hiểu. Anh nói em ơi, như cái cỡ thằng Hoàng Tuấn Bạch nó cũng thừa hiểu thôi, chứ nó chẳng có cái gì mà nó không hiểu cả. À, anh Sèn, cái nguồn vốn người ta đã có rồi. Đúng rồi. Từ cái nguồn vốn người ta bán lô đất 23 Lê Duẩn. Đúng rồi, 23 Lê Duẩn, chứ không phải là lấy từ tiền ngân sách đâu anh. Cái chuyện này còn người ta đã khấu hao được cái thời gian mà thu hồi để tiền đó như thế nào là có luôn anh. Không, hiện nay cái quy hoạch chi tiết ở quận 2 đã có, đúng không? Cái khu đất để xây nhà hát ấy cũng có nữa. Có. Hiện nay nhá, bây giờ nó có một cái như này, tức là tất cả những công trình nào ở các tỉnh trên 1.000 tỷ đều phải xin phép chính phủ và được thủ tướng phê duyệt. Mà cái chuyện này nhá, thủ tướng đã phê duyệt lâu rồi, nhưng mà thành phố chỉ có xem là chờ ngân sách nọ kia tất cả thứ thôi. Mà hiện nay đã xin phép chính phủ cho phép, có nguồn tiền rồi thì là mình làm thôi, đúng không? Đấy. Còn một cái nữa. Bây giờ này,
Vừa nãy ví dụ anh cũng hôm nay không xem cái live của Hoàng Tuấn Bạch, nhưng thấy em ấy nói về vấn đề này, hơi một tí gì chúng nó cũng bảo trưng cầu dân ý. Tôi nói với tất cả bạn này, nên nói rất là đúng, nhưng mà tôi sẽ bổ sung một cái vấn đề như thế này. Bây giờ nhá, hiện nay Hội đồng Nhân dân thành phố đâu, đúng không? Hội đồng Nhân dân thành phố là ai? Là những người do dân bầu lên, đúng không? Thì ý kiến của Hội đồng Nhân dân thành phố đó là ý kiến của dân rồi, đúng không? Chỉ cần gì vì dân xưng cầu dân ý chứ? Những vị đó là vị, những vị đại biểu do tôi bầu lên, tôi cầm lại phiếu, tức là có vấn đề gì mà gọi là quyết định thì là thôi mấy ông đại biểu của Hội đồng Nhân dân thành phố đấy, ở tầm cỡ thành phố thôi, mình nói tầm cỡ thành phố thôi, thì những ông đấy đại diện cho tôi rồi còn gì nữa, đúng không? Thì cần gì về cái xây dựng nhà hát 1.500 tỷ cũng phải coi như trưng cầu dân ý, rồi xây dựng tàu điện ngầm số 1, số 2, số 3 cũng phải trưng cầu dân ý, phải suốt ngày đi trưng cầu dân ý. Chứ như bọn nó ngu si đần độn nó ở chỗ đấy, đại biểu Hội đồng Nhân dân ví dụ như quận ạ, có vấn đề gì ở quận, các ông đại, tôi là những người cử tri tôi bầu cho ông thì ông đại diện cho tôi để mà ông làm cái gì ở cấp quận, thành phố ông làm cấp thành phố, còn quốc hội là những ông đấy do tay tôi bầu lên các ông lên thì có những gì quyết định của quốc gia, đúng không? Thì ông ấy coi như bỏ phiếu dùm tôi, đúng không? Cho nên cái đấy là đấy là dân chứ có là cái gì, đúng không? Mấy ông quốc hội là gì, mấy ông đại biểu nhân dân thành phố nó là dân chứ là cái gì, đúng không? Do dân bầu lên là cái gì. Cho nên là nói chung là bọn nó hay sáo khái niệm, đánh sáo khái niệm đi, thì nói chung những cái điều đó anh em mình là những người gọi là hiểu biết sơ sơ qua một tí phải đứng lên để vạch mặt chưa? Những trò xảo xá của chúng nó chỉ đánh động vào những cái người, ví dụ những người dân mình thực tế cũng về cái pháp luật, về cái nọ cái kia nhiều khi cũng không hiểu biết hết đâu chưa? Cho nên là thì nói chung là qua cái chương trình này anh chỉ nói cái vấn đề như vậy thôi. Dạ rồi. Thì ở đây á, em cái thằng ngu thằng Nguyễn Việt Anh này, bây giờ tao nói mày hàng năm, ví dụ cứ 5 năm một lần hoặc đấy thì một kỳ chẳng hạn, mẹ người dân có đi bầu cử không, đúng không? 3 cấp, đúng không? Gồm có cấp quận này, cấp thành phố này, và quốc hội này, có phải do người dân không? Từ 18 tuổi trở đi thì là có quyền bầu cử, thì có cái những người đó có phải do dân bầu lên không, đúng không? Ông cứ 5 ông, ông chọn 3, còn ông muốn thích, đúng không? Nó đâu có bầu đâu. Cái thằng ngu si đần độn suốt ngày chúng mày mẹ coi như là đầu cắm xuống đít chổng lên thì làm sao mà chúng mày biết bầu cử là cái quái này? Gọi mày về chúng mày đi bầu, chúng mày không có mặt, không có mặt là mất quyền công dân. Thế nên là không biết một cái gì ngu si đần độn đấy, thằng nào lên đấy xem là không thì không có khả năng. Ngày xưa không biết cấp phường thì một số nơi bỏ thảo ơi. Đấy. Thì người ta đã thí điểm là bỏ Hội đồng Nhân dân cấp phường rồi, có một số nơi thôi chứ không phải là người ta bỏ kiểu ấy đấy, kiểu thử nghiệm bỏ. Thì nói chung là theo nghĩ là cấp phường thì cũng cấp phường cấp xã thì nhiều khi không cần, đúng không? Thì mình bỏ cấp thì nói chung là hiện nay thực tế những cái điều này hiện nay nhà nước mình đang nghiên cứu để sắp xếp lại cái bộ máy tổ chức của nhà nước đấy, để sau đó hoạt động cho nó tinh gọn mà có hiệu quả. Đấy. Chỉ hiện nay cái thời đại 4.0 rồi, chứ không ngày xưa mẹ có một đống sổ sách dày cộp như thế này mấy bà ghi sắp xếp, nhưng bây giờ tất cả là vi tính vi teo hết rồi, thời đại 4.0 rồi, cho nên là đấy. Đúng rồi, anh biết mà xã huyện tỉnh quốc hội, nhưng mà một số nơi người ta đang thử nghiệm là bỏ như bỏ cấp xã. Nhưng mà anh nghĩ là sẽ bỏ thôi. Nói chung là bây giờ mình sẽ tinh gọn lại chứ không cần phải nó cồng kềnh như. Nói chung là xã hội càng ngày càng phát triển thì nói chung là những cái tổ chức của cái chính tổ chức kể cả của chính phủ đấy, vừa rồi ấy, Bộ Công an người ta thay đổi dần dần ấy, bỏ một số cục vụ viết các thứ đi, rồi đến Bộ Quốc phòng rồi người ta cũng ấy, sắp xếp lại tổ chức làm sao mà bộ máy nhà nước nó đỡ cồng kềnh mà làm việc có hiệu quả nhất đấy. Thì hiện nay coi như là Đảng và chính phủ mình đang quyết liệt là làm chuyện này rồi. Ok. Rồi, anh nhân nhé, trao đổi với Dương một tí xíu như thế này. Rồi. Rồi, xin chào Dương và chào tất cả các bạn. Chào Trang. Mới nãy em thấy comment của chị Phan So, nhưng mà do anh Bằng đang nói thì em không trả lời. Em có đăng lên tường lại nhà em cái bài báo của cũ, cái khu tái định cư cho cái người dân của Thêm, mà những người mà đang
không đồng tình với lại cái quyết định thu hồi đất nhà nhà chị Phan Sao Võ. Tại vì trong đó đó chị đọc cái bài báo đi, nó phản ánh đầy đủ những cái chi tiết và cái hình ảnh của cái khu tái định cư. Anh Bằng Vũ cũng có thể xem luôn, anh Bằng Vũ. Còn cái vấn đề mà để mà xây cái nhà hát thì đối như cá nhân của em thì chả có vấn đề gì mình phải phàn nàn. Tại vì sao? Cái đó là thứ nhất, đời sống xã hội nâng lên thì tất cả phải lên đồng đúng không? Kể cả như ví dụ như á, xây dựng bệnh viện Nhi Đồng 3, các anh chị có ai lên tiếng gì không? Và có ai có thể có ai biết được là cái xây đó không? Và cái nguồn kinh phí xây cái bệnh viện Nhi Đồng 3 đó hiện tại đã thực hiện tại gần khu công nghiệp Tân Tạo, các anh chị nào có biết không? Đúng không? Mà tại sao không nói? Rồi cái bệnh viện Chợ Rẫy 2, đúng không? Đó là công trình hợp tác với Nhật đó. 1.000 giường bệnh, có ai biết không? Kinh phí xây dựng là 7.000 tỷ đồng, có ai biết không? Tại sao những cái đó, tại sao không lên tiếng khen đi? Mà tại sao một cái điều gì nữa lên tiếng chê? Bây giờ ví dụ như Đàm Vĩnh Hưng tổ chức một cái live show, đúng không? Các anh chị bỏ vé ra 1.500.000 mua một cái vé, các anh chị có thích ngồi ngoài sân vận động không? Ừ. Rồi bây giờ một cái người như cái nhà tổ chức như Đàm Vĩnh Hưng, người ta tổ chức một cái live show, người ta cũng muốn kiếm được cái tiền lời. Mà bây giờ đầu tư một cái show, live show của người ta là 4-5 tỷ. Bây giờ trong khi đó cái diện tích chỗ ngồi nó chỉ có 4-500 thôi, thì làm sao đủ kinh phí người ta? Thì các anh chị muốn xem được cái vé nó rẻ hơn, nó mình muốn tham gia được, thì đương nhiên cần một cái nơi nó rộng hơn. Đó là cái nhu cầu mà, đúng không? Thì đã nói nhu cầu thì lý do gì các anh chị phải phản ứng? Không phải BOT anh Sèn, đây không phải là BOT. Tại vì vốn tất cả là vốn của ngân của thành phố. Chưa anh Bằng Vũ, hiện tại này chỉ công bố thôi rồi bắt đầu tiến hành gọi là thiết kế, xong bắt đầu là mới đấu thầu. Thì đây là chỉ có nghĩa cái công bố lên cái dự án này sắp sửa tiến hành thôi anh. Chào anh Duy Hưng. Chứ không phải là BOT đâu anh Sèn. Tại vì có người không có nhu cầu, thì ví dụ như trong đó nó đâu phải là riêng, ví dụ như cái tên là nhà hát, các anh chị phải hiểu là cái tên nó là nhà hát giao hưởng, đúng không? Rồi cũng có thể là biểu diễn nhạc giao hưởng nè, cũng có thể là biểu diễn nhạc nhẹ nè, cũng có thể là trung tâm hội nghị nè, cũng có thể rằng là nơi đó là nơi tổ chức những buổi biểu diễn nhạc mang tầm cỡ của châu Á nè, đúng không? Tại sao bây giờ các anh chị nè, các anh chị nhìn xem, Việt Nam mình đủ khả năng tổ chức SEA Games, tổ chức Paragame, đúng không? Rồi ASEAN, mình đủ tầm cỡ, thì những cái chuyện này đó là cái chuyện bình thường thôi mà. Dạ đúng rồi đó chị Bạch Yến. Đúng rồi Trương Minh Thảo, bây giờ kinh tế mình đang có, bộ mặt mình đang có, với lại thứ... một cái quan trọng nữa, tại sao lại chọn ở Thủ Thiêm? Thủ Thiêm là khu đô thị mới, đúng không? Đường phố xá rất rộng. Bây giờ nè, điển hình như các anh chị có xe hơi, muốn lái chiếc xe hơi để đi đến nhà hát thành phố để đậu xem ca nhạc không? Nội đi tìm cái chỗ đậu xe không thôi. Đương nhiên chắc chắn đó là Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch thành phố rồi anh Sèn, đúng không? Nó... thật sự cái điều đó cũng không có gì để mà đáng thắc mắc anh Sèn. Có nghĩa là kinh phí đã có, đúng không? Bây giờ chọn nhà thầu và phù hợp với cái mỹ quan đô thị ở cái đó thì nghĩ là đó là một việc bình thường thôi, không có việc gì phải lăn tăn cả, đúng không?
Ví dụ bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh, như các anh chị muốn xem một trận bóng đá của đội tuyển Việt Nam mình đá, các anh chị đá đâu? Chỉ mang tới sân Thống Nhất thôi. Mà sân Thống Nhất các anh chị người nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh mà đã một hai lần đến sân Thống Nhất rồi á, thì các anh chị nhìn thấy đi, cái sân Thống Nhất là được bao nhiêu? Maximum là được 40.000 chỗ ngồi. Mà trong khi cái sân đó là sao? Chỉ có khán đài A là có ghế thôi, khán đài B, khán đài C, khán đài D toàn là ngồi ở dưới nền xi măng. Mà bây giờ cấp đội tuyển quốc gia, có bạn bè quốc tế người ta vào cái sân vận động, các anh chị nhìn thấy nó làm sao? Cảm thấy buồn cười không? Dạ đúng rồi đó chị Bạch Yến, đúng không? Rồi kể cả cái khu trường đua Phú Thọ, cái vấn đề anh Sèn, tại vì anh nghĩ là nó chưa minh bạch, là tại vì ở đây cái trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố họ chỉ công bố, còn khi mà anh muốn công bố chi tiết hơn về thì cái chuyện đó là một chuyện khác, tại bây giờ mình phải đi từng bước một anh, đúng không? Nó bây giờ trong khi cái người dân họ không hiểu cái nhu cầu là nhu cầu như thế nào. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mấy anh từ thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh ra gọi là muốn biểu diễn, tạo một cái live show, ví dụ như ở ngoài kia Trọng Tấn mở một cái live show, các anh chị biết chắc là đi đâu rồi đúng không? Coi như là trung tâm quốc hội nghị quốc tế của ở Mỹ Đình thôi, chứ chả có nơi nào mà lớn để tầm cỡ để tổ chức được, đúng không các anh chị? Thì để bây giờ thành phố Hồ Chí Minh xây được một cái nhà hát lớn để mà tổ chức những cái sự kiện lớn, đó là chuyện bình thường thôi. Còn kinh phí 1.500 tỷ người ta đang có rồi. Dạ đúng rồi chị Phan So. Thì bây giờ trong khi đó ở Thủ Thiêm đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng, đúng không? Không gian, kể cả những cái đường phố rộng, di chuyển rất thuận tiện, thì không, tại sao không xây quận 2? Anh Sèn nói đúng, dân chưa hiểu chứ không phải không hiểu, mà trong khi đó dân chưa hiểu mà dân lại phản ứng. Thay vì dân ngồi, dân có thể, dân lắng nghe, dân có thể, dân để ý một chút xem. Anh thấy trước đây những cái gì họ không công bố thì người dân không đồng tình. Còn bây giờ người dân, người ta công bố rồi, người dân cũng không đồng tình. Mà không đồng tình ở góc độ gì? Người dân không hiểu. Mà không hiểu thì tại sao không tìm hiểu? Mà lại đi phản phản ứng, mà phản ứng một cách rất ư là tiêu cực chứ không phải là phản ứng tích cực anh xem, đúng không? Bây giờ ví dụ như bản thân em cũng là người dân nè, ví dụ em nói lên cái chính kiến của em nè, và tại sao cái nhu cầu đó, tại ví dụ bây giờ em bỏ ra một cái vé Đàm Vĩnh Hưng hay là của một ca sĩ nào khác đi, em bỏ ra 500 ngàn thì em thích em ngồi trong nhà em thưởng thức, chứ em phải em ngồi ngoài sân em thưởng thức. Không phải anh Bằng Vũ ơi, thứ nhất là gần gần nhà Dương thì cũng cũng ok, nhưng mà cái thứ hai nữa mình cũng phải mua vé thôi. Nhưng mà cái mà mình sướng nhất là được gì không biết anh Bằng Vũ, có nghĩa là mình đi đến một cái nơi nó thoáng mát, nó nhìn cái cảnh quan nó tuyệt vời, mình vào mình thưởng thức một cái chương trình âm nhạc, mình cảm thấy mình đã, anh thưởng thức âm nhạc đúng không, là mình cần mình giải trí để mình giải tỏa những cái gì mình mệt nhọc. Nhưng anh đến một cái trung tâm đó thì nó quá tuyệt vời, đúng không? Cộng với vừa vừa đã cái phần nghe, vừa đã phần nhìn thì còn gì nữa anh? Thì đúng là anh Sẹn, thì có nghĩa là cán bộ bây giờ họ phải làm là gì? Có nghĩa là đương nhiên trên tinh thần là người dân phải ủng hộ. Ví dụ bây giờ anh Sẹn không không đồng tình, là bây giờ anh Sẹn gửi một cái kiến nghị là tôi muốn các vị vị phải minh bạch điều này, điều A, điều B, điều C. Để chi? Để cho người dân chúng tôi không lo, và người dân của tôi cũng không muốn thất thoát tài sản của nhà nước. Đó là ý kiến chính đáng mà. Nhưng mình làm bằng một cái sự hiểu biết, mình làm một cách văn minh, mình đi đây đúng nơi đúng chỗ. Đó mình thể hiện tinh thần văn minh của người công dân và trách nhiệm quyền lợi của người công dân của mình. Em nói thật với anh Sèn á, nếu mà anh có đến thành phố Hồ Chí Minh hoặc là anh ở Hà Nội mà anh đi xem một biểu diễn ca nhạc, nói thật với anh nha, anh đi ra thôi, anh đợi anh lấy cái xe gắn máy thôi,
Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh mà những cái show lớn nha thì rất ư mỏi mệt. Tại vì có một số anh chị người ta chưa hiểu Di ơi, mà người ta lại suy diễn ra một cái khác nữa. Thấy không? Thì mình cần phải nói lại cho nó cặn kẽ để cho các anh chị có thể là hiểu hơn. Đúng không? Bây giờ anh Sèn nghĩ nè, người ta mang đó là cái lợi ích cho cái người dân. Di lên không Di? Anh mời Di nha Di. Rồi, chưa về. Chết mẹ em nhấn lộn hả? Em đang ngồi comment, tôi thấy nó lắc cái bụp. Em lên luôn rồi hả? Về rồi, em về rồi. Lên luôn mà. Em về rồi. Nghe tiếng không thấy. Mà sao em khổ ghê á. Anh ơi, có cái gì hát 1.500 tỷ mà đi diễn đàn nào cũng nghe hết trơn. Chào mặt thớt. Bởi vì khổ bây giờ mình phải nói lại đúng không? Nhưng mà em nói mấy chị em trên đây nghe nè, đúng không? Đừng có cái gì mà cũng bị đặc tính cho kỹ quá. Nhà nước làm mà tôi tính hết trơn rồi, đúng không? Nên mình nghe quá thì mình nên xem xét sự việc đó là có cần thiết không cần thiết. Chứ bây giờ á còn phải biết 1.500 tỷ đó tiền ở đâu rồi nợ công bao nhiêu thôi. Mấy cái việc đó là việc của nhà nước, không phải là việc của chúng ta. Mà bàn một lần là được rồi, mà bàn hoài, bàn tới, bàn lui, bàn xuôi, bàn ngược, đất nước được thiếu cha, những chuyện lớn. Đúng không? Đúng. Cái tuần rồi, không? Nhưng tuần mà rồi. Phải chi bàn cái vấn đề tích cực, đúng rồi. Mà tiêu cực. Cái chuyện xây dựng mà cũng phản đối, nhưng tôi chả hiểu sao luôn á. Đó. Đưa người ta vào cái khó không? Cả một cái thành phố Hồ Chí Minh nó hiện đại như vậy, mà nó chưa có được một cái nhà hát tầm cỡ để mình khoe cho bạn bè, để mình sử dụng cho những cái công trình, những cái sự kiện lớn của đất nước. Còn cái sân đá banh nữa kìa, bực mình. Đúng rồi, thì đó anh mới nãy anh mới vừa nói đó, bây giờ muốn xem đội tuyển quốc gia đã vô sân Thống Nhất nữa. Anh nói thật, anh là người mê bóng cái đá, sân nó ngựa chạy anh... chứ trời ơi. Và vô trong đó anh đã vô rồi nè, nó thật ngồi thấy chán luôn. Hai vợ chồng ngồi đem theo cái áo mưa má đi coi đá banh, mà tưởng người ta đi đi ăn trộm chó á, chán lắm. Má bỏ tiền ra vô ngồi như ăn trộm chó ấy. Nghĩ sao? Đường đường quay lên tivi bộ mặt của thành phố, đội tuyển quốc gia đá cái sân như cái hạch, nghĩ tức không? Mà đâu phải à. Đó. Nhưng mà khổ nổi mấy người này không hiểu là cái vấn đề. Anh nói thật, khi đi nghe một buổi biểu diễn đúng không, chung với ví dụ như chẳng hạn bây giờ nè, có một cái nhà hát như vậy, trung tâm Thúy Nga sẵn sàng về Việt Nam thuê cái trung tâm đó đúng không, biểu diễn một hai đêm cho người dân thưởng thức. Em nói buổi sàn như này anh ơi, vấn đề làm sao cho đa số dân ủng hộ là thôi. Thì nhiều khi anh nói câu này em cũng cảm thấy bằng nào khổ chính quyền Việt Nam ấy. Đúng không? Lãnh đạo đúng cái tầng lớp người dân gì đâu mà cái tầng lớp kém trí thức quá đâu. Ai đâu mà ngồi tôi rảnh tôi ngồi tôi phải giải thích tôi tỉ mỉ cho cái việc ông hiểu mình 1.500 tỷ ở chỗ nào, trong khi kiến thức nền tảng của mấy ông quá thấp. Đúng không? Thì có nhiều khi mình nhìn thấy bất công đó, em là nhà nước em cũng nản mẹ nó luôn rồi đó. Tuy nhiên anh nói gì nghe nè, cái nghĩa cái gì cũng vậy, mình phản ứng đồng ý, mình phản ứng một cách tiêu cực, đóng góp theo một cái để cho người ta có được một cái động lực để người ta có thể suy nghĩ thêm. Còn bây giờ người ta ngồi dắt ốc môi tim ra, người ta đưa ra cái đó, nhu cầu xã hội đó ai hưởng? Đưa người dân hưởng chứ mấy ông đó hưởng gì? Lâu lâu mấy ông có thể đi tới ổng thôi, chứ đâu phải là cái nào ổng cũng đúc đầu đó ngổ nghe. Nói thiệt chứ mấy ông mà comment nhiều á, mấy ông comment nhiều tôi không biết mấy ông có đi học cử tri bao giờ chưa đó. Những cái vấn đề nhỏ của khu phố biết mấy ông có tham gia chưa? Mà tới hồi báo đăng cái gì vậy cũng có mặt mấy ông vô đây hết. Nó khổ như vậy á. Nguyễn Văn Tập đồng ý đất nước mình còn nghèo, nhưng mà nghèo rồi á không phải nhất thiết cái gì mình cũng phải tiết kiệm, hiểu không? Bây giờ nhà bạn nghèo đúng không, nhưng cha mẹ bạn cố gắng mua cho bạn một cái xe để bạn đi, thì bạn thắc mắc một cái gì, ai là người được hưởng, đúng không? Chứ đâu phải nghèo rồi cái nghèo rồi là mình không thể hiện được bộ mặt mình hay sao? Cái này đó là một việc chính đáng mà. Quan điểm của em cũng giống anh Bình Dương, cái việc mà đầu tư là bắt buộc phải có. Một đất nước đang phát đúng triển rồi. Hạ tầng nó phải có, hạ tầng nó phải có thì mới thu hút được cái này cái kia, đúng không? Nói cho bây giờ mấy ông đi, mấy ông làm nghề mướn nhà chưa? Mấy ông cho một cái nhà đi mướn đi chăng nữa thì phải dọn dẹp cái nhà cho sạch sẽ, đẹp đẽ, trang hoàng lên có giá,
ông để cái nhà của ông mà dơ như cái chuồng chó vậy đó, mướn thì bao nhiêu tiền đó. Nên đừng bao giờ lấy cái nghèo ra để mà kìm hãm phát triển cái chung, cái điều đó cực kỳ không được. Mà anh đã anh nghèo, bằng nào thì ví dụ như số tiền nó quá lớn thì mình mới đắn đo, mới suy nghĩ. Nó như là ví dụ như những cái dự án về sân bay, đường sắt mà Bắc Nam nó quá mắc thì lúc đó mình mới là suy nghĩ. Còn cái này có 1.500 tỷ, 1.500 tỷ nhiều lắm hả anh Sèn? Anh hiểu là họp mà lấy ý dân á, nói thật với anh á, lấy ý dân là gì? Anh em nhắc lại cho anh nè, ngày xưa hội nghị Viên Hồng người ta mời, gọi là mời các bô lão lại lấy ý kiến, là những người, tại sao gọi mời bô lão anh? Những người có kinh nghiệm sống ở đời, có cái tầm nhìn xa. Chứ còn bây giờ anh nghĩ bây giờ á, lấy ý kiến người dân, người dân là ai? Em cũng là người dân nè, anh cũng là người dân nè, nhưng mà em nhìn em thấy cái nhu cầu của em nó như vậy mới tương xứng với em. Chứ còn bây giờ em nói thật, em bỏ kêu em đi mua Đàm Vĩnh Hưng mở một cái live show á, mà kêu em đi mua vé, em bỏ anh 1 triệu em mua cái vé mà em ngồi sân vận động em không đi, em lỡ ngồi đang coi trời mưa ướt mình mẩy em hết sao? Rồi em về em bệnh rồi sao? Ngày mai em mất luôn ngày công em làm rồi sao? Em đâu đi. Thì em... với cái thứ hai nữa, em vô em tự sướng em chụp hình, ta hỏi ủa mày đi coi Đàm Vĩnh Hưng mà mày đứng đâu trong sân vận động vậy, nhục không? Khổ vậy đó, anh phải hiểu được cái điều đó. Rồi anh Nguyễn Sẹn anh nói hội đồng dân đang cầu thị mà, thì ok cầu thị, anh là dân em cũng là dân đúng không, anh một lá phiếu thì em cũng một lá phiếu, thì em có cái quan điểm của anh thì anh cũng có quan em có quan điểm của em thì anh cũng có quan điểm của anh, nếu mà mình cùng nhau mình nói chuyện để mình chốt ra vấn đề thì thôi được tốt, còn nếu mà không được thì anh cứ giữ nguyên cái quan điểm của em vẫn giữ, anh giữ của anh và em vẫn giữ của em, thì lúc đó là mình mới cảm thấy cái xã hội này nếu mà không chơi được với nhau thì không chơi, không có vấn đề gì đâu. Dạ, Hoàng Phú. Em cho em hỏi nha, anh có phải người Sài Gòn không? Anh Sèn không phải. Anh không phải người Sài Gòn, anh khỏi bàn đi. Thì bởi vậy anh Sèn, bởi em mới nói anh á, là đồng ý rồi đúng không? Nhưng mà cái chính kiến của anh là cái ý kiến riêng của cá nhân của anh. Còn ví dụ hợp với ý kiến của em thì anh có thể suy nghĩ lại. Ở cái ý kiến của em là người dân Thành phố Hồ Chí Minh, thì em cảm thấy cái lời nói của em anh cảm thấy hợp lý thì anh nói có thể là suy nghĩ theo kiểu đó. Nếu mình sống trên Thành phố Hồ Chí Minh thì có thể cái nhu cầu đó ok. Thì chứ có nghĩa là anh sẽ có một cái ý kiến tích cực hơn, chứ anh không phải anh phản đối theo kiểu này. Rồi có những người, nói thật với anh luôn, những người người ta like quá là gì? À, biết dự án mày làm có đội vốn hay không? Em nói thật với anh nha. Nếu như nói đó, anh cứ thẳng thắn anh nói với người đó, chưa bao giờ ký hợp đồng làm một cái hợp đồng kinh tế nào cả. Chưa biết. Tại vì khi nếu có biết làm hợp đồng kinh tế rồi thì phải biết được cái vật giá thay đổi của tùy theo ngày tháng như thế nào và lên vượt mức được bao nhiêu phần trăm trong cái hợp đồng đó. Người ta rất ư chi tiết. Còn những người không biết người ta mới nói kiểu vậy. Đúng rồi, còn nếu mà có đội vốn không nói chuyện của nhà nước, không phải chuyện của người dân. Đúng không? Cái đó là chuyện của nhà nước. Nhà nước đã nhận nhiệm vụ làm cái đó thì có sai phạm nhà nước chịu trách nhiệm. Đúng không? Đúng nhà, rồi. Nhà nước chọn nhà thầu yếu kém thì nhà nước chịu trách nhiệm. Nhà nước chọn nhà thầu sai phạm để tham nhũng thì nhà nước chịu trách nhiệm. Cái đó không phải là chuyện của người dân. Cái đó là người nhà nước phải chịu trách nhiệm trước nhân dân và trước lịch sử. Vậy thôi. Thì mình với tinh thần mình người dân, mình chỉ đứng mình khoanh tay mình nhìn. Đúng rồi. Còn khi nào tôi mà có bằng chứng cứ đầy đủ cứ làm đơn gửi lên những nơi có thẩm quyền. Đất nước còn khổ nhưng mà bạn, nhưng cán bộ giàu dữ lắm thì kệ mẹ cán bộ có ông này ông kia. Bây giờ mình nói cái liên quan tới mình, Duy không nói những cái không liên quan tới Duy, mình đang nói tới về vấn đề nhà hát. Thì nhà hát nó là vấn đề của Sài Gòn và nó vấn đề của người dân Sài Gòn, cụ thể là nhân quân 2 đó. Còn cái việc ông cán anh đang dẫn một cái sự việc khác để cho cái việc này, thì em cảm thấy nó không có liên quan trong ngữ cảnh này. Nên trong cái này á, em nói anh sẽ nghe nè, đúng anh lo điều đó là cái điều anh lo là chính đáng, nhưng anh phải nhìn ở một cái nhìn lên, anh đừng có nhìn xuống. Anh nhìn xuống vậy anh đi thấy cuộc đời nó tối thui hoài. Anh phải nhìn lên, biết rằng là mình nhìn lên mình không bằng ai, nhưng mình nhìn xuống có những người ta không bằng mình. Nó phải như vậy mới được. Chứ còn anh lo, nhưng mà cái lo của anh không giải thích được cái tích cực thì để cái những người mà người ta không hiểu biết luôn á thì người ta lo cho anh, mà người ta lo anh thì đương nhiên người ta phải suy nghĩ ra cái vấn đề tiêu cực mà thôi. Đó, nó khổ. Còn vậy đó. Anh Nguyễn Sèn, em cũng đồng ý với anh, cái chuyện người dân đồng lòng hay không là khó có, xã hội nó khó lắm. Đương nhiên một cái gì đó là cũng có người bên kẻ chống, đúng không? Nhưng mà cái số đông á thì đủ định, trên 60 70 là được rồi. Chứ bây giờ anh đòi hỏi tất cả người dân nó phải đồng lòng với nhà hát, thậm chí mấy thằng đó nhà trọ
cuộc đời nó chả quan tâm tới nhà hát hết trơn á, thì nó đương nhiên nó phải đứng về kiểu phản đối rồi, nó nghe tới tiền của nó rồi, mấy phản động xuyên tạc của nó là tiền thuế, nó phải giật cái bạc lên, đương nhiên nó phản đối rồi. Còn người có tầm nhìn xa trong rộng, những người cái đất nước nó gánh nặng trên vai thì người ta mới khác. Chứ còn bây giờ anh bắt toàn dân đồng lòng, chuyện đó không bao giờ có, không có một cái quyết định gì mà toàn dân đồng lòng cả. Làm sao có được? Cái chuyện đó rất là gần như là không thể có. Thì đúng rồi anh Sàng, đa số ok là được rồi, chứ còn những người kia người ta không hiểu thì dần dần người ta sẽ hiểu thôi anh. Chứ thật sự em nói anh đó, đơn giản em ví dụ vậy thôi. Anh cầm anh giống như em giờ em đi coi đá banh nè, em vô sân em sân Mỹ Đình em đi rồi nè, em vô sân Thống Nhất em nản luôn á. Đó, bây giờ biết rằng là em yêu đội tuyển Việt Nam đó, nhưng mà vô sân Thống Nhất là em thấy em không muốn vô đó. Xấu. Đó là tại vì sao? Cái nhu cầu của em nó sẽ cao lên rồi, em bỏ đồng tiền em phải có nơi tương xứng em mới vô, chứ không phải như lúc trước mà em chỉ chen chân em vô được trong sân rồi em cảm thấy em vui rồi. Còn giờ khác, nhu cầu em cao rồi, em lên em còn check in, em còn sống ảo trên mạng nữa anh, em phải chụp hình chơi nó sang chảnh đâu chứ. Còn chơi vô chụp hình cái xuyên ngang măng em ngồi bệt dưới đất, mưa xuống đội cái áo mưa, còn nắng em lót áo mưa xuống đít em ngồi em đâu chơi. Đất nước nghèo thì cũng la, đất nước mà không xây dựng thì cũng la, mà giờ xây dựng thì cũng băn khoăn. Mà băn khoăn số tiền lớn thì Duy còn sợ, chứ băn khoăn có 1.500 tỷ chả gì ghê, thật sự luôn. Nhà xưa thành phố Hồ Chí Minh này Duy sẽ gánh cái bao nhiêu cái 1.500 tỷ. Chẳng qua là cái đường sắt cao tốc metro là phải xin vốn ở trung ương, tại vì thành phố Hồ Chí Minh này làm ra tiền phải nộp về trung ương, trung ương nó phân bổ ngược trở lại, nó vòng vậy thôi á, chứ còn cho thành phố Hồ Chí Minh tự ăn tự xào đi, không ngán gì hết. Đúng rồi, thành phố Hồ Chí Minh mình tự ăn tự xào nó thật hả, năm trước năm sau khác ngay, tại vì thành phố Hồ Chí Minh còn phải lo cho những tỉnh thành khác, những vùng sâu vùng xa nó thiếu thốn cầu đường, giáo dục, y tế. Thì chính vậy anh Sàng, bởi vì chính vậy cần đôi lúc nhiều khi có những người á, thì anh giải thích mà theo cái chiều hướng tích cực, rồi cái tiêu cực ở sau anh cũng giải thích, thì đương nhiên họ sẽ hiểu và họ có những cái đồng tình với anh. Nói vậy thôi anh, chứ đâu có gì. Cái đề tài hai bệnh viện thì giờ đang làm rồi, Beckham, Lusubu, giờ mình nói gì nữa, đúng không? Ủa anh Bình Dương ơi, cái diễn đàn này của anh đang là có cái gì đam cái đó đúng không, chứ đâu có chủ đề đâu đúng không? Đúng rồi, có gì đam đó, cứ câu hỏi nào thích. Có hàng nào vô không? Đâu có hàng nào đâu đúng không? Mới nãy có mà hàng yếu quá, để từ từ đang nhóng nhóng thôi. Hàng quen hàng không quen? Hàng lạ. Lạ hả? Hàng lạ. Nhưng mà vô mà nói chuyện gì cảm thấy nó ấy, chút vô mà chưa gì phan hai ba câu chữ là nó thấy nản rồi. Nói chung á, thì Duy cho con cái là người dân trong nước á, nên tỉnh táo, nên khôn ngoan. Cái đất nước Việt Nam là của chúng ta, nó thành hay nó bại cũng là chuyện của chúng ta, đừng có để cho mấy thằng ở nước ngoài nó xấu lá. Đúng rồi, cái đó là cái. Thí dụ bây giờ tại sao mình phải nghe tụi nó ẵn vào cái nhà hát ta? Nhiều khi Duy nghĩ tụi mới chẳng hiểu tại sao mà nghe tụi nó ẵn vào cái nhà hát, trong khi cái quyền lợi của nó không ở Việt Nam, trách nhiệm của nó không ở Việt Nam. Một năm nó đóng thuế được bao nhiêu cho Việt Nam, một năm nó xài được bao nhiêu cho Việt Nam, mà thậm chí nó còn chửi Việt Nam nữa. Nó ở nước ngoài nó có giới thiệu Việt Nam không? Có giới thiệu cái nét hay, nét đẹp, cái nét văn hóa của Việt Nam cho bạn bè quốc tế không? Đúng không? Mà sao nó ảnh vụ nhà hát nhiệt tình vậy? Có bao giờ các anh chưa suy nghĩ không? Nếu là Duy gạt ngoài tai ngay lập tức, mày nói gì cũng sai hết. Tại căn bản con người mày đã sai rồi. Khi mà con người mày sai rồi á, thì mày nói gì tao cũng nghe, mà còn coi thường thêm nữa. Đó là quan điểm của Duy nhận định về những ngồi nước ngoài hay phát biểu á. Trong khi mình là người dân trong nước, mình lao động chết mẹ ra, đúng không? Mình gánh vác cái đất nước này, mình bảo vệ nó, mình xây dựng nó, mình làm cho nó đẹp hơn mỗi ngày. Đó. Mà mình còn không tin tưởng đất nước mình đi nghe cái thằng người kia. Nó rất ư là buồn cười. Hai bạn ơi, đó là ban lãnh đạo của của tỉnh đó, hai bạn là sao phân tập? Tức là nãy giờ anh Nguyễn Văn Tập anh nói là cán bộ giàu, thì vòng chắc anh đang khẳng định là cán bộ của tỉnh nó đang giàu đó. Thì nói chung á, tiêu cực là có anh, cũng có những cán bộ giàu bất chính là có,
mà cái chuyện đó là chuyện của nhà nước, để nhà nước giải quyết, và mình phải có niềm tin vào nhà nước. Và nhà nước cũng đang giải quyết, thấy có một số kết quả thì mình tiếp tục mình đón chờ, mình trông móng. Ngày mai mình đọc báo coi có ông nào dính chấu nữa không, ngày mai có bao nhiêu cây củi vô lò, từ những cái củi cũ tìm ra được bao nhiêu củi mới đó, thì để coi nhà nước mới cứu này có ổn hay không. Nếu mà ổn thì mình tin tưởng thôi, còn mà cảm thấy là bỏ sót quá nhiều hay là gì đó thì mình tính sao. Đúng rồi. Cái đó mình có thêm kinh nghiệm, mình là người dân mình có thêm kinh nghiệm về cái tầm nhìn của mình đó. Thì có việc gì đâu mà phải chưa gì lại sồn sồn lên, cứ từ từ đã, mọi việc nó còn ở phía trước nữa. Cái thứ hai nữa nè, anh nhắc cho mấy em đừng chơi hàng với anh ha, đừng có tìm cách đánh sập, đừng có vô đây đăng nhập nha, nói trước chơi cho có nghĩa là anh hùng thì nên chơi trên ngựa chơi nhau, đừng chơi núp chơi lén vậy, nó không hay. Supply nữa hả? Supply nữa hả? Chưa, nhưng mà đăng nhập trên máy anh đăng báo. Có người nào đó cốt đăng nhập vào tài khoản của bạn. Đúng rồi. Chơi vậy đâu vui. Không? Trên diễn đàn này anh em ta chia sẻ nhau thôi, đâu phải gì đâu mà làm vậy. Đừng nói chuyện bình thường mà đâu có gì đâu. Đâu gắt gỏng gì đâu. Đâu gắt gỏng gì đâu. Bởi anh nói khổ lắm, cái người dân của mình á, ít nhiều á, nghe một cái gì cứ trầm tĩnh, kể cả xem một cái đoạn clip nào cũng vậy cũng phải trầm tĩnh, mình coi coi nó nguyên do nó như thế nào. Đúng rồi. Hãy đưa ra của vàng. Ủa chưa thấy gì nhảy tưng lên không biết gì, bắt đầu bay vô, người này cắn miếng, người kia cắn miếng, người nọ cắn miếng. Lãnh đạo nhà nước người ta đau đầu, người ta tính ra một con đường như thế nào cho dễ an toàn, cái lợi ích cho người dân, mới vừa đưa ra được gì hả? Bắt đầu là nhảy lại làm bập 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 bập, xong người ta nản chí luôn. Cái gì cũng vậy, ai cũng là con người thôi mà. Mà nói chung mà khi mà lên diễn đàn tranh luận mà không có gì thì cũng buồn thiệt. Đúng rồi, không có. Hồi nãy giờ fan của em vô nhiều lắm luôn anh ơi. Bộ bịch em vô nhiều, bộ bịch em vô cả nùi luôn á. Đi vô là view lên. Nó đang theo dõi coi tối nay có ngủ chân nhỏ nào không. Mà chắc lắm. Khổ mà fan của Di đi theo là chỉ trong chờ bot đang làm. Nó theo nhiều lắm, nó nãy giờ vậy nè, nó vô quá trời. Nghe mấy chú trên diễn đàn có gì trả lời tưởng. Nó nói thiệt thì Duy cũng biết là có rất nhiều anh chị em ở trong nước nó cũng hoang mang. Rồi mới nghe bọn nó nói cũng biết nó đúng không nữa. Đúng không? Lên trên mấy cái trang đô thị Sài Gòn này nọ, nhật ký bán nước nó đọc có đúng không? Nghe nói mày về chính mẹ đi. Nói giống như Việt Nam sắp chết tới nơi rồi. Mà nào là hội nghị thành đô, nào là độc hại, Dũng Án. Nói nghe cái là muốn chết ngắt. Nhưng mà khoan rung, cứ đi ra ngoài đường sống đi. Cứ ra đường ghé nhà hàng làm bữa hải sản coi nó tươi hay nó độc. Độc có hàng nữa hả? Có. Hồi nãy bị em nói ngu vài câu chứ em đâu có nói anh bị mất trí đâu mà quên hả anh Sang Tây. Anh Sang Tây này có chắc lắm. Nói ngu tự ái. Thà tự ái thì sửa đi, không ai nói. Tự ái mà cố chấp không nói. Cái này là người ta góp ý cho anh thôi mà anh Sơn Tây, chứ đâu phải là người ta để mãi đâu. Anh thấy không? Cái vấn đề ví dụ như anh là khác đúng không? Thấy A Quy không? Bây giờ mãi mãi không còn xuất hiện trong diễn đàn của Dương, anh thấy không? Đó, cái tội á, đã nói rồi. Mình là dỗ ngực là con cháu Việt Nam Cộng Hòa thì mình đi một con đường nào khác, đừng đi con đường của Ba Que. Đã đây đặt Ba Que thì hiểu nó là thành phần gì rồi, không chịu. Nhất định phải đi theo đường Ba Que thì hậu quả của ngày hôm nay là gì? Không còn sân chơi. Vậy thôi. Nhưng mà hả, tại bên anh gắt vậy thôi chứ bên Mori còn giữ mối. Qua bên bển cũng chưa khó comment lắm. Ok, một cái live stream chừng có trăm cái ok á. A Quy hả? Đâu, A Quy tại vì hôm bữa, nói chung là hèn là gì? Thứ nhất ui, là anh ơi, anh, không đúng. Em với anh làm mình làm nghèo nghèo giàu giàu chứ mấy đồng bạc lẻ không có đáng mất những cách. Thì đó, nhưng lẻ. Mà mình nói. Nói cái gì nó phải chính đáng đúng không? Còn tự nhiên đem lên hỏi đem gì bán cái áo làm có 100.000, bán 200.000. Chuyện xàm. Chứ trong đó có bao nhiêu người ta nói là có. Gì nhau. Khổ thế. Nhưng mà mình nói cái gì nó phải đúng đúng không? Còn không có.
đó, rồi bắt đầu vỗ ngực đi khoe ở qua đây nhờ có mình nên được mấy diễn đàn nói kiểu đó. Làm vậy nhục mặt mấy thằng mà trẻ lắm, không biết tụi già lớn tuổi tụi của tụi anh sao chứ, mà cái tuổi của tụi mấy nít đứa tuổi của tụi em tôi xuống là thiệt, nghe mấy thằng mà nó có mấy thằng bạc lẻ mà nó sầm sàm vậy coi thường lắm luôn nè, nít tụi em nó vậy đó. Anh nói là chính vì vậy nên anh không muốn nói chuyện nữa, anh muốn tìm là ở AQ một cái khác, ví dụ chẳng hạn như Sơn Tây nè, lâu lâu anh chọn giải thích cho anh Sơn Tây vậy, không phải mở like, em tính mở like nói về định server mà tự nhiên hôm qua bên Bình Dương có gì vui không, các em đang comment không biết trúng nút like sao ông kêu ông lên ngồi nãy giờ 10 phút đây luôn nè, cũng cái vụ nhà hát nữa em cũng nói rồi, đừng nghe sồn sồn mệt chết mẹ, mấy thằng hộ khẩu ở đâu có đẩu đâu á, bàn chuyện nhà hát thành phố Hồ Chí Minh biến mẹ hết giùm cái đi, nó nghe nhức cái đầu ồn cái ào đúng không, cái chuyện đó là chuyện của nội bộ thành phố Hồ Chí Minh, nó không phải là tầm cỡ quốc gia mà nó chỉ là của thành phố Hồ Chí Minh và của quận 2 thôi, khu vực Thủ Thiêm thôi đúng không, thì để cho người dân trách nhiệm, hộ khẩu Sài Gòn bàn toàn là chứ còn bây giờ toàn là cứ đúng không, giống như tại sao anh Sơn Tây bàn mà anh chửi đó, thậm chí cái nhà hát đó nó mà về nó mở, ông Sơn Tây cũng cả bỏ các bạc mà mua vé biến mẹ đi đúng không, cũng chả bỏ các bạc nào ra mua vé ẩn cái gì, còn người ta xây cho về thì ở thì, được thì được, không được thì thôi, cái đó là biết điều, hiểu không đó, Mỹ chắc không dạy em cái đó đâu, đó lý do mà em nhiều cái lý do mà em nói anh ngu là chuyện đó. Em có bây giờ bạn chuyện Cali không, giống như hồi nãy bên Luli ông nói cái vụ thằng cha gì mà xây cái nhà xong rồi bị cộng đồng ba sọc bên đó đó là bắt phải có cái cục cờ ba sọc, cái em mới nói là ý ông Luli là kêu em binh, ý ông Luli là kêu em chứ ơi em phải binh nó là dạch mặt cái thằng Mỹ đó, nó dân chủ giả đi, nó binh mẹ gì chuyện chịu của nó, phép vua thua lệ làng, ông ấy giờ ông ở đợi bữa đó thì ông chịu đi, ông ăn ẳng cái gì, ông Luli lại sườn sườn với em luôn đó. Ô, cái gì không liên quan tới em, không cho quan tâm hết đó. Bên Cali nó làm gì cái cha đó, mà số khổ ghê vậy đó. Anh sao tài hiểu em nói gì không? Mà tự nhiên giờ ở trong nước này á, tôi không thấy bao nhiêu người thành phố Hồ Chí Minh bàn về cái Thủ Thiêm hết. Mà tôi nghe toàn cái dân ở mướn ở trọ ở đâu có bàn không à. Xong rồi cái dân ở đâu nước ngoài. Mà bàn phải bàn một lần nữa, mà bàn một tháng. Ngày nào cũng nghe cái quạo luôn á. Nữa. Xuân Vũ ơi, nghe đâu còn có quảng trường Hồ Chí Minh nữa. Cái khổ quá à, nhìn thấy mình hả nói, chứ nghe đâu thì thôi, nghe thì để đó đi. Khi nào mà nó chính xác là mình hả nói, hiểu không? Chứ không có thời gian đâu mình tranh cãi những cái mà mình nghe ở đâu là nó ở đâu. Mình phải có chính xác. Cái quảng trường Hồ Chí Minh nó có rồi đó, anh sáng anh đọc báo thấy cái tựa đó, mà không biết nó nói chưa, là ở trong khu Thủ Thiêm á, nó sẽ có cái quảng trường đó. Quảng trường Hồ Chí Minh, nhà sàn Bắc Hồ nữa, mà cũng được anh, em nghĩ là nên. Đó. Em ủng hộ luôn đó. Nó là văn hóa của Việt Nam. Văn hóa của Việt Nam thế kỷ 20 bắt buộc phải có. Nhất là ở trong một cái thành phố mang tên người thì phải có một cái quảng trường của người. Đó. Còn cái bến nhà rồng á, cái bến nhà rồng là cái kỷ niệm thôi. Cái kỷ niệm mà bác đã đi tìm được của nước thôi. Nhưng mà còn riêng về cái nhà sàn là cái nơi mà bác làm cách mạng. Cái nơi nó thiêng liêng tột cùng. Một người lãnh tụ suốt cuộc đời chỉ có một cái nhà sàn và một đôi dép râu thôi. Nên làm đó. Nó đụng tới cái này hàng nào đam khô máu luôn á. Nó chả đáng gì đúng so với Hồ cả. Đúng không? Chả đáng so với công sức của Bác Hồ để hy sinh cho đất nước này. Đó. Một người lãnh tụ đã dành cả đời mình mà khi mất đi không có một cái gì cả. Thì còn có cái gì mà không đáng làm. Bây giờ thời bình rồi, trích ra có miếng đất nhỏ xíu những cái quảng trường giống như công viên thôi. Cho khách du lịch tới người ta coi, cho người ta biết được ông Hồ Chí Minh là ông nào. Nó càng hay anh. Cái đó chưa biết, em chưa đọc kỹ là có làm hay không làm, nhưng mà có làm là em ủng hộ đó. Chưa, anh đã nghe, anh chỉ nghe sơ sơ thôi nên anh cũng chưa muốn nhắc. Khi nào để chính xác thì bắt đầu mình mới nói chuyện. Chứ còn bây giờ đó, riêng ở có đường Nguyễn Huệ á, với cái vị trí có bao nhiêu đó thì nó nhỏ anh ơi. Có đẻ xứng đáng nhỏ. Chưa đúng cái rồi. Đường Nguyễn Huệ nó từ thời Ngụy mà anh, từ thời Việt Nam Cộng Hòa nó nhỏ đó. Xíu. Thời đó dân ít xịt có 3 triệu. Bây giờ dân sền sền không hả? 13 triệu. Nó gấp 5, gấp 6 lần. 4, 5 lần xưa. Mà dân bây giờ nó giàu hơn dân hồi xưa. Dân hồi xưa nó làm gì có tiền mấy chỗ đó. Bây giờ tới Tết một cái họ khỏi vô đi. Nói thiệt với em anh đó, em mà dân Sài Gòn mà đụng tới mấy ngày Tết em khỏi vô quận 1 luôn. Má vô không biết chừng nào mới về. Nó kẹt xe cứng nhắc.
Tất nhiên rồi. Mà buổi tối đừng nói chi, phải hỏi tại sao mà khi xem bắn pháo bông anh qua anh ở quận 2 anh chạy ra ở cái khu anh đứng anh coi, đặng xong anh tính đường về trước. Nó nói thiệt, anh đi chưa đi coi mà anh tính đường về đó. Chứ anh bị rồi, hôm 30 tháng 4 vừa rồi kìa, nên tháng 9 vừa rồi anh đâu dám ra. Mà nói chung á, nhắc tới khu Thủ Thiêm á, thì chỉ buồn cái dự án bị treo lâu quá. Cái dự án Thủ Thiêm nó bị treo lâu quá. Nếu mà nó làm đúng tiến độ, làm sớm là giờ nước mình có được cái khu Thủ Thiêm rồi. Cái khu Thủ Thiêm nó sẽ làm cái đô thị kiểu mới, nó giải tỏa cái áp lực quận 1 nhỏ bé đi. Quận 1 nó quá nhỏ bé, nó quá chật chội. Nó từ thời trước 55 bây giờ nó lỗi thời rồi. Nó lỗi thời rồi. Nó chật lắm. Nó kịp nữa, với phần cái quỹ đất nó không còn nữa thì bây giờ không, Bitexco làm cho hoành tráng vô chứ mốt Thủ Thiêm ra là Bitexco đi ngủ, bây giờ nó thua La Mát rồi. Thì thua La Mát rồi. À, thua La Mát rồi, như bây giờ như cái tòa nhà kế bên nó 7.000 tỷ đó, để phơi nắng phơi sương, giờ nhà đó 11 giờ không khéo 11 rồi là xong rồi, chỉ có đập bỏ để làm gì. Cái tòa nhà kế bên Bitexco đó 7.000 tỷ đồng nằm để đó. Đúng rồi, vấn đề giải phóng mặt bằng đang nhức nhối thiệt á. Tại cái nước Việt Nam mình nó khổ một cái á, mình xây dựng hạ tầng sau khi dân ở giải tỏa đúng đuối luôn. Còn bên Mỹ á, nó xây dựng hạ tầng trước, dân nó lùa về sau, nó dễ. Nó là mấy anh chị em mà hiểu vấn đề đó, mà tại sao những công trình giao thông mình nó bị chậm và nó bị mắc. Nó mắc là từ đền bù á. Tại vì ở đây cái vấn đề là cũng ý thức cái người dân, đúng không? Bản thân mình không đóng góp được cho đất nước rồi, đúng không? Ví dụ mình nói gì đôi lúc có những người đụng chạm, nhưng một chút hy sinh nhỏ, cái đó cũng chả phải hy sinh gì, có quyền lợi mình nhiều, đúng không? Anh nói cho gì, anh có người bạn ở Thủ Thiêm, giải tỏa căn nhà lúc mà vừa ấy xong, ta ký, ta lãnh 700 triệu, nó lên khu Long Trường, nó mua hơi 4 miếng đất, bây giờ biết nắm trong tay nhiêu không? Gần 10 tỷ. Mà từ Long Trường là quận 9 hả anh? Phải chỗ đó không? Long Trường quận 9 đúng không? Đúng rồi. Chắc không phải bạn anh giờ... đi hồi năm chín mấy hả? Đúng rồi. Khi mà họ vừa có dự án xong rồi nó ký đi luôn. Cái thời đó trên quận 9 cũng ruộng không mà có gì đâu. Đó. Mà bây giờ nó cầm trong tay gần 10 tỷ. Mà bây giờ cuộc sống của coi như là hai chồng nó thoải mái luôn. Nó không có nghĩ gì. Còn bây giờ những ông đó, bây giờ những ông lo bây giờ nè. Đó chạy vô lấy nhà tái định cư. Có những ông chịu vô, có những ông chịu vô. Mà bây giờ tái định cư thì cũng gần hơn nó nữa. Nhưng mà tính ra tái định cư chung đó đâu có làm được cái gì. Rồi bây giờ lấy tiền chạy ra mua đất được đâu. Mua Long Trường đâu được đâu. Phải mua xa. Đúng rồi. Phải ra khỏi thành phố luôn rồi chứ. Tự nhiên đó là thua do ai? Do mấy ông tham cuối cùng bị thâm thôi. Mới tính toán. Thay vậy đó. Mấy trăm triệu ta đi, ta quất luôn đi. Giờ là thay sướng. Chỉ phần cũng khổ lắm anh. Nhưng em đi mua đất gặp dân Việt Nam mình cái trình độ dân trí không có. Trời đất ơi, bán một đất không biết gì chẳng trội. Nông dân khổ, đó là có thiệt. Có đất mà không biết sử dụng. Không biết sử dụng để khai thác nó ra tiền. Mà khổ một cái nhiều khi 10 hộ đi hết 9 hộ còn hộ ở lại. Trong khi đó bây giờ giống như hồi chiều tại anh tức là đúng là hôm nay anh không like mà tại anh tức cái tay Hoàng Tướng Bạch á. Rồi hắn đang nói gì vụ đó, anh mày anh lên, hắn định cho anh lên, cuối cùng hắn không cho anh lên, hắn lóc anh luôn. Anh chặn rồi. Nhưng mà tại vì là bạn của ta hả? Tại vì hắn nói là cái dân Thủ Thiêm 15.000 dân khổ gần 20 năm nay thì anh tới 15 lúc anh đang cũng hơi thì bởi vậy máu trong người anh nó cũng hơi cao cao, anh mới cho anh hỏi vậy chứ dẫn chứng đâu ra 15.000 người. Bắt đầu câu thứ nhất, câu thứ hai, bây giờ hỏi vậy chứ 15.000 người xác định lại 15.000 người đi, mình để lo hố cái đuôi rồi. Mình lên 15.000 người đó mà người ta bị áp bức, người ta đứng lên một lúc một quân đội đúng đuối vậy. Mẹ ai kiểm soát 15.000 người. Khu triển lãm 35 triệu đô hả? Giờ bỏ quan. Tại vì đó cũng sao anh? Thì anh xem đi cũng sao? Cũng do mấy người dân không à? Chứ do ai? Người ta đang xây dựng rồi bắt đầu vô tìm cách chặn đường, chặn ngõ. Người ta đương nhiên nhà thầu người ta đâu có thể nào mà người ta trụ đó được anh. Thì buộc người ta phải cuốn gói người ta đi chứ. Chứ còn bây giờ anh làm nhà thầu mà người ta làm vậy rồi anh có dám anh là ở lại anh làm được không? Thì đương nhiên cái thời gian anh phải kéo dài, mà thời gian kéo dài ai chịu cái tiền phát sinh?
thì đương nhiên rồi, buộc người ta phải quỷ thầu thôi. Quỷ thầu ai chịu trách nhiệm thì cuối cùng cũng đổ dồn lên lên ủy ban dân thành phố. À, anh hiểu không? Cái đó là chỉ do thành phố mà, do người dân. Rồi, rồi nếu mà đổ dồn ủy ban dân thành phố thì cũng từ tiền của người dân, không vậy thôi. Dân tự làm tự chịu. Nói chung thì là để làm lãnh đạo được cái đất nước Việt Nam mà nó khổ chứ không phải nó giỡn. Nó khổ nông lắm. Dân nè, nông dân này, dân trí thấp nè, đó, nghèo nữa. Thì bây giờ mới giải quyết vấn đề đó triệt tiêu nè anh Peter. Đó, có nghĩa là bây giờ đó anh thấy không, xây nhà xong mời vô ở mà có những ông không chịu đi nữa, mà trong khi đó bây giờ ở căn nhà ọp ẹp ở dưới đất gì đó là không chịu đi, mà người ta mời lên chung cư sạch sẽ thoáng mát, có những nhà ông ở dưới đất có 17 mét vuông thôi, bây giờ đưa lên kia cũng không chịu lên lấy nữa, thì anh nghĩ gì sao giờ ông đổi gì? Mấy ông đó thiệt mấy ông đi chết luôn cho rồi đi chứ đổi gì. Đất nhà ở thì thọt chân xuống là có nước vậy mà không chịu đi đó. Rồi bây giờ á, coi như 93-94% người dân người ta đi hết rồi, còn lại chỉ có 7-8% đó, giờ làm cái gì? Thì người ta cưỡng chế thôi chứ gì đâu, đơn giản thì thôi chứ phải chi mà có 50% người đi còn 50% người ở lại thì cái đó nó khác. Có như 97-93% người ta đi hết rồi, còn những số còn lại đó cứ ngồi đó, cứ chống chế hoài thì sao, cái gì nó cũng vậy. Nó thì bởi vậy chính gì nó gọi là dân tham. Là bây giờ bắt đầu nghe theo bọn kia nữa, xúi vô cầm mấy cái băng ron ra kêu thành phố Hồ Chí Minh giải quyết. Bấy hồi sớm ông lên anh gõ là nói lên đây nè, tôi dân Thu Thêm này nè, ông mời tôi lên tôi nói cho ông nghe. À, tôi dân Thu Thêm nè. Thôi anh Dương em xuống anh Dương ơi. Ok, cảm ơn Duy nhiều. Duy bấm xuống mà anh đi, bên anh hình như không thấy Duy ở đâu rồi nên ra không bấm xuống được. Anh Bình anh rảnh không anh Bình? Tụi tao sáng đến đêm đi làm, đêm về đi nhậu, tụi mày là sao công 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 võ? Đúng anh Duy Hùng, chứ lúc chiều mà nó lên để em lên là hồi chiều lên là làm mệt với em rồi. À, anh Bình anh có rảnh không anh Bình? Lên em hỏi anh chút xíu về bên Đức anh Bình. Tại tại tai Hoàng Tướng Bạch đó bên Đức á anh. À anh mới đi về có mấy bạn hả? Tưởng đâu anh rảnh anh lên em anh chia sẻ em chút về. Tại tai đó nói chuyện nghe nhiều khi nó chổi lỗ tai quá. Không, coi như là tình hình về nhà hát như vậy là tạm ổn nha các anh chị. Dạ rồi, đem mời anh Cầm. Mình sẽ không nói về vấn đề nhà hát nữa ha. Cái đụ mà cái gì vậy? Đụ tao mới chào cái đụ mà bấm liền là sao? Em thấy anh để chữ ok thì em chụp lên liền, giờ này là giờ ok là thấy là em hốt lên liền mà. Có thằng Su Bin Lê. Bữa nay em đau bệnh quá, bữa nay bị bên này mùa đông nó tới rồi không ạ, tới sớm quá. Bữa nay đổ tuyết, muốn coi tuyết không? À vậy anh. À dạ chị Phan Son. Nó đang đổ tuyết à, mà nó tạnh rồi. Để cho cặp này coi tuyết nha. Tao này tôi bệnh rồi. À, lúc nãy em thấy anh đi chợ thôi gì mà anh chạy xe đi. Wow. Thấy chưa? Tuyết. Tuyết rồi. Tuyết rồi. Chạy dữ vậy. Rồi dạ. Đây là có cái cây nó tuyết rồi, đẹp cây của nhà tao nè, đó thấy không? Dạ, là Dũng. Nó mất rồi, đây là đó thấy không? Tuyết nó động lên cây thấy không? Đó.
Rồi, nhưng mà em thấy tiếc, em cũng thấy buồn rồi đó. Buồn thì tại em sợ giờ hút này là buồn rồi, giờ bô đông này là buồn. Với lại hôm qua nay tao bị bệnh, tao bị flu á, có nghĩa là cảm cúm á. Việt Nam mà lại cảm cúm mùa này, cái mùa này mới mùa này bên Mỹ là ta cảm cúm nhiều lắm. Như là mùa dịch của cúm á, thì phải chích ngừa. Anh đã chích ngừa rồi mà nó bị, nó vẫn bị mẹ bà. Nó cứ sổ mũi, ủa sao? Nhức đầu, quể quải tay. Không thấy xu bình lê. Đâu thấy xu xu bình lê xúc đầu nó ra đường thôi. Cái gì? Rồi. Nói gì vậy? Tao mới đi chợ. Ngu đừng có ngu quá. Xu bình lê. Rồi xong phim rồi. Tội nghiệp cho thằng nhỏ. Mới lú đầu vô xúc văng ngoài đường. Vụ gì? Vụ gì? Bữa nay tụi nó nói gì vậy? Tao mới đi về. Tao mới đi chợ về. À, đúng ra là bữa nay á, tao tính dự trù tao mua biến đồ về tao cứu ông già. Nhưng mà cái điều là tại vì cái nhà ngày ngày ta không mất, với lại ngày bên này nó không có trùng ngày, với lại bên này mà làm cái gì đám cưới đám ma tiệc tùng gì người ta cũng phải lựa cái weekend, cái là lựa cái ngày cuối tuần thì mới có người, còn tất cả mọi người ngày thường là không có ai. Yeah. Nên là bị đó mình lựa ngày này để mình đi làm, nhưng mà tao thấy tao bệnh quá thôi để giờ lại đi, tao luộc con gà ngồi tao ăn rồi tao lửa luộc rồi tao nhớ chừng tao nói lửa luộc rồi xong rồi cái nhà dục qua dùm lại chỉ có mình tao với cái nhà thì cái tao nói tao nặng nản tao nói sao đi nói trước tụi nhỏ nó về đó, bên này nó có những cái vậy là mình phải hiểu là nó cô đơn lại chồng cô đơn, có nghĩa là ở đây từng ngày tháng cúng giỗ quải gì thì cũng lạnh tanh, là nó không có giống như ẩm cúng ở Việt Nam. Ví dụ như ở Việt Nam tôi nhớ mà ở dưới quê, ví dụ như nhà mày nằm ở đây đám giỗ hay là nguyên cả xóm gần nhà vẫn chạy qua nó phụ hộ, đứa thì lặt lông gà, đứa làm kia, ở đây không có làm gì, không có chuyện đó, không có cái chuyện mà em lóc rồi anh ơi. Đúng rồi, bên đây đúng rồi, ý tao cũng muốn về bên Việt Nam trú đông, có nghĩa là khi hết mùa đông bên này thì qua cũng được, nhưng mà cái điều không phải là tiền bạc, đối với tiền bạc lúc đó tao không quan trọng. Nhưng mà ở đây là cái sắp xếp nó vô gì mất lại chiều xúc đầu những thành phần nữa mình không tiếp. Chửi gì ở bên này thằng vô mà chưa nó chửi chửi em lóc mà. Thì mệt lắm đấy, thì bây giờ cái phong trào chửi tao thấy mệt quá, tao là thuộc cái dạng chửi rồi à, nói mà nghe tiếng tao chửi dữ nha, tao không chửi ai mẹ, cho mọi người nghe kỹ, tao toàn cái chữ thề không chứ còn thực tế đâu, nó không có chửi tụi bay, không có chửi ai trên đồ, không có tên kia chứ mà chửi làm gì anh ơi, trời ơi, chửi ai cũng chửi được mà. Phải à, tao mấy bữa hôm qua tao qua con diễn đàn với Hiếu Ngọc, tao tự nhiên nó lẽ tao không có chửi, mà tại vì tao thấy mấy đứa con gái mình nó khóc tùm lum tà la gì, đứa này em có nghe, em có thấy chụp mũ đứa kia chụp mũ qua chụp mũ lại, mà tao thấy con Hiếu Ngọc từ xưa giờ nó hiền nhất đám mà, con nghe không ai đụng chạm da, ăn nói nhỏ nhẹ rất dễ thương, thấy nó khóc mà tao thấy nó sùng báo tôi lên, tao đứng tao chửi, tao chửi xong rồi tao bệnh luôn, ăn bữa nay tao bệnh luôn á, đầu tao bệnh luôn rồi. Thì cái điều mong muốn của những người mà xa quê giống như tao bên này thì chỉ cái yêu cầu là các con các cháu bên đó nên dẹp bỏ cái tôi quá đi, rồi chung tay một người một, không cần phải góp vốn, không cần phải có tiền, chỉ có cái điều là mỗi đứa nói những lời hay ý đẹp, rồi một đứa nhìn về nhìn đất nước mình bằng một cái cặp mắt thiện cảm, rồi giúp cho quê hương mình nó tươi đẹp, chúc nhau gì ấy, còn ê bữa nay mày đi làm về có cái gì ăn không, hoặc là đi vui vẻ không, khỏe mạnh không, vui rồi cần đừng lên cái kiểu mà giống như kiểu nhà hỏi sắc rồi chống phá rồi những cái chuyện không có sự thật ghét, tại vì cái bản cái đó nó thể hiện con người không có tư cách. Mà đã không có tư cách thì dành cho những người xảo ngôn, những người mà chống phá lại đối với là phản diện đối với mình, cô hiểu bác nói không? Thế thôi, chứ còn cái chuyện bây giờ lên trên mạng mà cái bôi xấu những cái chuyện không có ra gì mà ngồi nói móc nói beo mệt. Chứ còn cái chuyện bây giờ thì tao cũng tâm sự, tao cũng nhớ lại bên này buổi đông lắm rồi, lạnh lẽo bên nhà tao bây giờ, ngay bây giờ tao chỉ có bệnh tay rất ư là buồn. Tại ra vì đó mà cũng nhờ cái Facebook này tôi lên tôi nói chuyện tụi bay nhiều khi cũng đỡ tán gẫu, đại khái coi như tán gẫu cũng đỡ buồn. Từ cái xíu của tao là như vậy. Còn ở bên Cali thì nó trong nhiều nghiệp hơn, nó không có tuyết nè, trời ấm nè, rồi đông người Việt, bởi vì người Việt tao không chịu lạnh nổi cho nên tao không ở đây. Qua bệnh chứ mà ngược là cái gì nó không có cái sự trả giá, đánh tao là tao không ưa mấy người Việt Nam bên đó mà nhiều chuyện. Thành ra tao lại trốn tao về đây. Mà
Đấy, mà... em mới nói á, thật sự mà nói là giống cái khi ta lập ra cái trang Facebook này là người ta tạo ra được cái nhịp cầu để kết nối cho tất cả các người nhưng mà nó phải có... trên thế giới. Nghĩa là đừng ai làm cái Facebook này nó dơ đi, có nghĩa là dạ đó, đúng em mong không muốn là mọi người còn cái gì ở đây mình có cái nhiều cái đó nó comment nó thiệt mình thiệt thiệt đủ quá thiệt khọt, là không thể nào mà mình cảm thấy nó nghĩ là nó comment nào nghĩ nó cũng vui chơi thiệt đó đủ nhưng cái gì tôi có mức tôi độ vui quá là dạ. Thích vui duyên bữa trên cô Duy Nguyễn á, nó đang nói chuyện thao thao bất tiện với cái thằng này comment dưới anh ơi anh cắt dao quy đầu chưa đúng chuyện không vui đâu hết đủ chuyện vô duyên tào lao đủ thiệt đó vậy đó nữ thành phần nó giống vậy đó kỳ cục các mày nó chỉ thể hiện người đó là trình độ văn hóa không có rồi thấy tồi bại tự nhiên người ta đang nói chuyện ngon lành rồi anh cắt cu chưa anh cắt bao da quy đầu chưa đủ hỏi thằng 33 tuổi thấy chán luôn. Có nghĩa là nhiều người em nói là họ chưa có được cái ý thức cao nữa mà cái gì cũng comment, vậy ai không biết comment hỏi thăm hoặc hỏi thăm thì thay vì cái câu đó mình sửa lại anh ơi anh cho em hỏi trai dạ. Mới lớn lên mà nó bị cái vụ đó thì giờ giải quyết như thế nào đi thì còn có lý rồi đòi nói chuyện nè dạ. Đại khái là nó phải hỏi sao cho nó tế nhị chút đủ nó hỏi nó nói câu cái bật ngửa luôn đủ rồi có nhiều thằng hỏi anh duy một đêm anh chơi mấy cái được nghe nói là đủ thấy ghét rồi. Anh Bình chào em, chúc anh Bình à, anh cầm phải có anh Bình ảnh bên Đức anh. Anh cũng ấy rồi, anh nhường anh chút xíu okay. Thì có gì em dạ dạ mời lại anh. Dạ em cảm ơn anh nha. Ai muốn lên mà nói một cách khác là ai muốn lên nhưng mà nhìn về quê hương bằng sự một cặp mắt tích cực là tao quan hô hết á. Hiểu không? Ở dạ, những người anh, những người như tao rất là cô đơn, thế thôi, còn ai lên được mà ủng hộ. Lên giống như ngay từ buổi đầu anh em mình gặp nhau đúng không? Tuy em với anh trên là tuổi tác nhưng mà em vẫn thích cái cách phong cách nói chuyện của anh giống như ngay từ buổi đầu em nói. Em chỉ thích lên đây nói chuyện vậy thôi chứ đâu phải lên muốn chửi bới gì đâu. Hồi bôi móc ra. Thật sự á. Nhau. Bởi vì tao rất ghét, bởi tao sùng ngày hôm qua Hiếu Ngọc tao chửi, tao chửi tắt luôn, tao chửi tao tá lao bên luôn. Tại sao tao bệnh luôn á? Có cái là phải tạo cái sân chơi sạch đây. Tôi dạ. Anh tạo quan điểm khác chính kiến với tôi nhưng anh phải tìm ra những cái gì mà lý lẽ mà thuyết phục tôi thì ok đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy còn vô đây về kinh nguyệt gì đồ nó đưa ra hết luôn đồ nó thiệt nản luôn. Rồi cho tao xuống đi cho Bình gì đó lên đi. Nếu mà nó nhìn về cặp mắt mà Việt Nam mà thiện cảm thì tao kết bạn với nó ok vậy thôi gì đâu. Rồi. Anh Bình rất ok anh. Dạ rồi em cảm ơn anh. Dạ dạ. Chào Du Nam. Ở Mỹ làm gì có thịt chó phân tập, đó là điều chắc chắn rồi. Ở Mỹ là một thú cưng mà. Em đang mời anh Bình. Rồi. Nghe chưa Dương? Em chào anh, dạ rồi nghe rõ anh. Hello. Hello, nghe rõ anh. Anh nghe em rõ không? Nghe hả? Dạ, nghe rõ. Hình như mạng sao anh nghe chụp không nghe bên Dương. Không, em nghe rõ lắm, anh nghe rõ chưa? Nghe không? Nghe, mà sao anh nghe tiếng nghe... không được? Ồ vậy hả? Em nghe anh rõ lắm. Rõ hả? Ừ, sao bên anh? Em nghe rõ lắm. Cả nhà ha, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên ha. Chỉ trừ ba que ra nè. Ủa sao bên anh nghe không được? Nhiều mạng sự kỳ vậy. Đâu để anh ra anh vô. À chứ em nghe anh. Dạ rồi anh ra anh vô lại đi em mời lại. Anh Cầm ơi, em với anh kết bạn lâu rồi mà tại bữa hổm em bị ừ ok để anh ra lại. Em cho anh xuống đi sao anh vô lại. Ok. Dạ.
Có mới nãy anh Bằng Vũ có hỏi một câu mà quên trả lời anh, giờ nhớ trả lời anh. Anh hỏi cái vụ lăn mắt, tại sao tụi kia không nó thắc mắc. Tại lăn mắt tiền của VinGroup mà thắc mắc và đập vô mỏ nó, sao thắc mắc được anh? Bởi nó chỉ thắc mắc thôi, nhưng mà tới chừng ta khánh thành giờ nó kéo nhau hùng đùng nó đi vô trong đó nó chụp hình á. Để hôm nào em đi mà buổi tối nha, nó đứng trên cầu Sài Gòn nó chụp hình thấy mê lắm anh Bằng Vũ. Đôi lúc nhiều khi mình cũng cảm thấy bực bội, nhưng mà đôi lúc nhiều khi thôi cũng thấy. Em chào chị Thu Nhi, chị Thu Nhi thức khuya dữ. Dạ rồi em mời lại anh. Khổ lắm. Ta tạo sân chơi trong sạch vậy nè, không chịu mà đem lên để cho cái sân chơi người ta bị vấn đục thôi. Còn ai làm gì cũng vậy, mình muốn làm kinh doanh hay là muốn làm cái gì á thì rồi à, hiện tại đang ở thành phố Hồ Chí Minh anh Văn Tập, nhưng mà gốc ở Bến Tre. Chào Nghĩa Vicen. À chị khó ngủ lắm hả chị? Không 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 thấy Minh Thảo ơi. Anh gửi anh gọi là cái ok đi anh. Mới nãy lên nó tối thui vậy anh Bình. Một cái sân chơi trong sạch, ví dụ vậy các anh chị mình nói ở đây đúng không, cái gì cũng vậy, mình làm việc nó phải có cái tâm. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình lên Facebook tạo một cái kênh YouTube thì mình làm, mình đưa đến một cái thông tin. Anh thoát ra anh vào lại cái đi anh, em thấy anh có camera. À, hai đứa coi như là một bé gái mất một bé gái anh Peter, còn mấy đứa kia thì cứu được. Mất một bé gái. Thấy anh Dương Hiền, Hiền VL. Hiền VL sao mà Hiền được? Hả? Công võ. Hiền thôi là Hiền. Còn VL là VL chứ tại sao mà Hiền VL là sao? Chào Phùng Sinh Quý. Lâu quá mới gặp, khỏe không? Đúng rồi anh, nói chung là một cái sự cố rất là đáng tiếc. Biết sao giờ. Lâu lắm rồi mới có. À, anh có cột chèo người Bến Tre hả? Ok anh. À, bị điện giật á chị Thu Nhi. Hôm mưa mưa xuống á, rồi nó bị đứt cái dây cáp điện rớt xuống sân trước cửa cái cổng trường á. Rồi bảo vệ cũng không biết, rồi tan trường cái mở cổng cho học sinh nó chạy ra, nó vướng dây điện nó giật. Bốn đứa chứ không phải sáu đứa anh Peter. Nhưng mà có ba đứa cứu được, còn một đứa bé gái nó bị vướng sợi dây điện nặng quá không cứu được. Nên ở Long An đó chị Thu Nhi. Ở huyện Mỏ Cày Nam, Nghĩa Vicen. À dạ công võ, ok nói chung anh hiểu mà, nhưng mà anh chỉ hỏi vui vui chơi thôi. Dạ đúng rồi chị, hình như bé gái đó chắc cũng hở học lớp lớp 7, lớp 8 gì vậy. Nhìn đau lòng quá, nhưng mà cái sự cố mà biết ngoài ý muốn mà, còn em nghĩ là cũng không ai muốn đâu. Bốn 25 là đang tuổi sung sức đúng không công võ. À vậy hả?
Rồi nghe chưa, nghe chưa? Rồi ok anh nghe rồi. Rồi ok. Anh nghe rõ chưa? Rồi. Dạ rồi anh. À, ủa sao bên anh không thấy? À, rồi. À, khoan anh nói anh Cầm ơi, em với anh kết bạn lâu rồi nhưng mà bữa hổm em bị chó nó cắn cái kia, thành ra giờ em đổi ra qua cái này để bữa nay em gửi kết bạn lại. Trời, em gửi kết bạn lâu lắm cho anh rồi mà. Bình Dương tính tính hỏi anh chuyện gì? À, em tính hỏi anh là cái tình hình, tại vì hồi chiều này em lên có cái tay Hoàng Tuấn Bạch, chắc anh biết hả? Không, anh không biết, anh mới nghe em nói đó. Tại vì ông cũng ở bên Đức nhưng mà em không nhớ là ông ở thành phố nào, nhưng mà ông lên ông nói có những cái nó phi lý quá, nên là mà em hỏi là, tại ông hỏi là cái vấn đề mà cái xây nhà hát ở thành phố Hồ Chí Minh á, cái nhà hát nhạc giao hưởng, thì ông lên ông thắc mắc, ông có những câu hỏi, thì ông nói là tại sao ông không gọi là ông trưng cầu dân ý khi xây cái đó, thì em tính lên em trả lời cho ông, nhưng mà ông ok quá, ông mời cuối cùng ông lóc em luôn. Em định lên hỏi anh về mà ví dụ như muốn xây một công trình gì ở ví dụ bên Đức hoặc là một cái dự án gì thì như thế nào á mà. Cái thứ nhất là nói cái trưng cầu dân ý là ở Đức không có, hiểu không? Hôm lúc trước cũng có vụ gì thì anh có nói với Dương là cái trưng cầu dân ý là mỗi nước nó có một cái luật lệ riêng, chỉ có cái thằng Thụy Sĩ là cái luật nó có cái trưng cầu dân ý thôi, còn tất cả những cái nước khác đó là trên luật pháp quy định, tức là mình đã bầu người dân biểu lên là người ta đại diện cho mình, người ta làm việc gì người ta tính toán thì là người ta được quyền quyết định, chứ không phải mỗi cái việc xây cái cầu tiêu hay làm cái gì cũng phải là trưng cầu dân ý. Còn cái thứ hai á, nếu mà nói về vấn đề mà ở Đức á, thì để anh nói, không biết là có ổng trong đây không, thì để anh nói cho ổng biết, ngay cái phi trường ở Berlin á, là nó xây á, là dự định là hồi 2012 xong, là bây giờ á, là tới bây giờ cũng chưa xong, là nó tính là tới 2020 á, là mới xong, cứ định rồi bây giờ cái tiền cái giá thành á, nó đã lên gấp 3 lần cái giá mà lúc đầu dự định rồi, là cái đó thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là không biết thằng Chả có ở cái tiểu bang của anh hay không. Thì cái tiểu bang của anh là nó đang xây cái nhà ga ở Stuttgart. Thì hôm lúc đầu á, thì nó tính là có hình như 2-3 triệu gì nó không biết nữa, nhưng mà bây giờ nó đã dời tới 2-3 lần rồi, thì bây giờ cái giá thành á, là nó nói là tới khi xong á, là nó cũng tăng gấp 3 lần. Hồi nãy á, là anh có thấy mấy người mà coi như là ghi comment trên này là coi như dự án thường thường là lên 5-7% rồi này kia nọ, không có đâu. Tại vì cái dân mà coi như nó không biết, nó chưa từng xây nhà hay chưa cái gì đó, thì nó không biết, phải không? Chứ có những cái mà nó đột xuất nó xảy ra hay là gì cái bất cứ vấn đề gì khác, thì cuối cùng không có phải ai nói xây cái dự án đó là tới đó xong là bao nhiêu tiền đó, chuyện đó hoàn toàn không có. Ngay cả cái thằng Đức là cái thằng coi như là quốc gia là tiên tiến, phải không? Mà coi như nó xây biết bao nhiêu nhà cao ở mấy nước từ Dubai rồi này kia kia nọ, là kiến trúc sư của Đức nó nổi tiếng mà không có công. Ngay cả ở Đức này cái phi trường Berlin á, là tới bây giờ á, là nó nói là dự đoán là tới 20 xong, nhưng mà cũng chưa biết là xong hay không. Hầu như là giá là nó gấp 3 hết rồi, đúng không? Ừ. Còn cái vụ mà nhà hát ở Thủ Thiêm á, thì anh nhất trí, anh đồng ý. Chỉ có những cái dân mà người ta không biết, biết không? Thành ra cứ cái chuyện cứ anh không hiểu tại sao nữa. Giống như Duy nãy, mình ở Việt Nam thì cái việc gì ở đất nước mình làm thì mình nghe đi. Còn những cái thằng mà ở bên Cali, mà những cái thằng mà Việt Kiều mà coi như là chuyên môn chống phá nhà nước á, nó nói ra nghe nó làm cái gì, nó không có đóng đồng bạc thuế nào hết trơn á. Nó chả có giúp đỡ Việt Nam, hôm lúc dân Việt Nam bị lục á, nó chả có bỏ một cái xu nào mà giúp đỡ. Cứ nghe nó rồi kích động rồi đi làm những cái chuyện mà Việt Nam mình phát triển, thì có những cái mình làm cho bộ mặt mình nó sáng lạng lên, cứ đem mà cứ chống đối chi để cho trì hoãn cái sự phát triển của đất nước.
thì coi như hai cái dự án đó, anh nói là hai dự án lớn ở ở Đức bây giờ nó tới bây giờ cũng chưa hoàn thành. Còn cách đây một thời gian ngắn, nếu mà nó ở Đức thì nó biết, ở trên Hamburg nó cũng mới xây cái nhà nhà hát, em biết không? Thì xây nhà hát bây giờ là thành tượng trưng của cái Hamburg rồi. Thì tới chừng nó xong á là cái giá thành là nó gấp 4 gấp 5 lần cái hồi xưa, là nó tính là xong từ lâu rồi phải không? Nhưng mà tới bây giờ là nó mới vừa xong hồi năm rồi đó. Là nó lên hàng hàng trăm tỷ, anh không 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 nhớ giá, nhưng mà đại khái là nó lên cái giá là cũng cả gấp 3 là 4 lần thôi mà. Chứ không có cái nào mà nói mà nhẹ là gấp đôi, cũng không có nữa. Đúng không? Cái đó theo euro đúng không anh? Tính theo euro đúng không? Hay là anh Tính tính theo theo đồng euro hết rồi. để nếu mà để chút anh vô anh coi cái giá thành lại rồi anh nhắn qua cho Dương. Chứ còn bữa hổm anh cũng anh nghe ba vụ này anh cũng hổm anh ghi lại, mà giờ anh không biết để đâu rồi. Nhưng mà mấy cái giá nào này kia là đại khái là nó giá thành lên cấp 3 cấp 4 hết rồi phải không? Mà có hai cái dự án là ngay ở phi trường Berlin đó, là nó mở rộng lên, tại vì giờ Đức nó muốn làm coi như bộ mặt là ngay của cái thủ đô nước Đức, nó xây cái phi trường Berlin đó, thì coi như là cái ngày mà khai trương đó, là nó dời bây giờ tới lần thứ tư thứ năm rồi, mà cái giá thành nó lại lên gấp gấp 3 gấp 4 lần rồi. Ừ, thì những cái thằng mà nó nói nó giống như kiểu mà gì mà nó xỏ cái mỏ vô nó chả biết gì. Nhiều thằng bữa nay thật sự mà nói, nó nói ở đây chứ nhiều khi nó không có nghe tin tức rồi này kia cái nọ, mà thành ra rồi với lại bữa hổm cái thằng mà em nhớ cái thằng Nguyễn Phong Nguyễn mà nó nói với anh mà comment trong cái vụ trong cái đề tài mà em đưa, nhớ cái vụ mà xa lộ đúng không, mà bà mẹ nó ở Đức, chỉ nó nói ở Hamburg nó xây cái đường Áo truyền mình là 4 lần đúng không, chỉ cái đúng đường cao tốc ở bên Đức á, giá trị giá một cây số á là từ 20 tới 60 triệu euro, có những cái đường mà tới quá khó hay gì á là 100 triệu euro một cây số. Thành ra không phải là người nha. ta xây để nó cho mà chạy, mà cái tốc độ đó chỉ vô những cái thành phố khi mà cái đường mà coi như quá tải, người ta phải xây ra nhiều đường để mà cái đường vô thành phố, chứ bình thường là ba xua không à. Ngay Phan Phuộc đó là chỗ cái phi trường chánh của Đức bây giờ là nó làm tới mỗi bên là 6 xua, ở 6 6 đường. Anh viết nó nói anh hầu cho anh chắc không ở ở ở bên Đức, anh xạo đồ này kia kia nọ. Bà mẹ nó xa đường người ta, mà người ta nói bao nhiêu lần là người ta nói một bên, nó nói anh cộng lại. Có nhiều thằng thật sự mà giống như mà chả biết gì biết không. Thành ra rồi nó nói cãi nó thì cũng bực, nhưng mà nay anh không trả lời nữa, từ bữa nó nói nay anh không trả lời nữa. Với cái nữa thì anh hôm vừa rồi á, thì từ cái vụ Vin xe VinFast anh em mình cũng tranh luận với tụi nó trong đó. Cái thứ hai nữa, bây giờ chính phủ Đức, như đợt trước á, Tây Hoàng Tức Bạch này cũng nói là chính phủ Đức đã coi như là hủy tất cả mọi cái cam kết với Việt Nam, không có giao du về kinh tế đó. Nhưng mà hôm nay điển hình đó, anh thấy là anh có đọc được cái tin là bên một cái chính phủ Đức cho phép một cái ngân hàng nào tài trợ cho VinFast vay đến gần 1 tỷ đô đó anh, Thì bữa trong vòng anh có đưa lên thì 15 nói từ đầu không có vụ Trịnh Xuân Thanh rồi, anh đã có nhiều đứa nó cãi, nó bày đặt nó nói lên cái Trịnh Xuân Thanh nó chỉ là cái con tép riêu, chả ai để ý tới cái thị trường, cái ngay cả tất cả những cái nước tư bản, những cái nước lớn này người ta chỉ chủ yếu là cái lợi nhuận, hiểu không? Mà cái thị trường Việt Nam 90 triệu dân, không có cái thằng nào mà gì cái một cái thằng Trịnh Xuân Thanh hay bây giờ cái thằng không cứ bật biết cái tài nào, nó không có gì cái thằng đó mà để mà nó coi như bỏ cái quan hệ ngoại giao kinh tế đó, mấy thằng Yeah. ngu đó nói chuyện nhiều khi thì mình nghe mình bực thôi. Chào chị Hải Yến. Nên hôm vừa rồi á, là coi như là vay cái gói vay lên tới gọi là 12 năm. Thì anh thấy một cái
xe của Việt Nam mình, rồi kể cả khi ra cái thương hiệu, bắt đầu là bao nhiêu người nhảy vào, nào là nói như vậy thì Việt Nam đâu phải. Nhưng mà thực sự nếu mà để mà tính theo cái hướng chiến lược thì điều đó quá hợp lý, đúng không anh? Nếu đúng mà theo như cái quan niệm mình làm bây giờ, cái anh ngay cả anh cũng tự hào nè. Anh nói nếu anh không biết trước, bữa hôm tại anh đi làm anh phải xin phép trước, chứ nó mới từ anh đi qua Paris có 400 cây thôi. Anh nói nếu mà trường hợp như bữa mà anh nói chuyện bà xã, anh xã nó tiếc là không biết trước để ba xin nghỉ, rồi có gì đi qua bển cái ngày mà khai mạc mình vô mình coi rồi nó tự hào chứ. Đất nước Việt Nam mình mà bây giờ mình đã bỏ tiền ra mình mua cái license làm này kia cái nọ, tất cả mình mua về thì mình ráp lại thiếu cái là nơi lái xe của Việt Nam, đúng rồi, ngay cả cái xe thằng xe BMW nè, thằng Audi, tất cả những cái xe là nó mua hầu hết của những hãng khác, thằng BMW thằng Audi về nó chỉ ráp lại thôi, hiểu không? Chứ không phải là của một mình cái hãng nó làm. Ngay cả hãng anh làm nhiều cái máy cho tụi Mercedes nè, ngay cả cái xe của Audi cũ ắc mà bây giờ nó ra đó, em thấy ở bên hai cánh cửa nó có cái đường mà đó, thì cái hãng của anh làm cái máy để mà ép cái bẻ cái đường cong mà ngay chỗ cái đường mà giống như cái đường alu mà nó cái đường nhôm mà nó mạ kền lên khai bên xe bên xe Audi Q8 là của hãng anh làm, chứ không có cái thằng Audi nào mà làm từ A đến Z, đúng không? Không có cái hãng nào mà nó làm, ngay cả nó mua mấy cái túi mà để an toàn á thì cũng là của nước khác, của thằng Nhật đồ này kia cái nọ, cái ghế cũng của thằng khác nó về nó ráp, chứ không có cái thằng nào. Bởi vậy nhiều cái thằng Phong Nguyễn bữa hộp nó nói chuyện ngu thiệt đó. Đúng. Mẹ. Đúng rồi đó chị Thu Nhi, đều tự hào mà, đúng không? Mà ít nhiều mình cũng chạy thử xem. Nhưng mà em nghĩ rằng đương nhiên rồi, với một cái đẳng cấp mà những cái thương hiệu như Đức thì em nghĩ là cái điều này thì chất lượng chắc không đến nỗi nào tệ đâu. Ừ. Tại vì ở đây dạ, tại vì theo em nghĩ cái chiến lược của VinFast đó, họ rất rõ ràng, tại vì ở đây họ cả xây có cả nhà xưởng ở Việt Nam rồi. Thì vấn đề ở đây thay vì cái họ đốt cháy dây động, thay vì họ thí nghiệm, đúng không anh, mà bây giờ họ đã chuyển giao công nghệ, khi họ đã mua những cái này rồi, đến khi họ chuyển giao công nghệ thì họ bên công nghệ về Việt Nam thì bắt đầu tự chính thức họ vào họ làm, thì họ đốt cháy giai đoạn tìm hiểu hơn, thì cái chi phí bỏ ra đương nhiên nó sẽ đỡ hao tốn hơn khi mà anh tìm hiểu ngay từ đầu và anh làm những cái khâu ngay từ đầu. Cái đó là điều hay mà, đâu có vấn đề gì. Nên thì mình bỏ tiền ra mình mua, thì mình mua cái bản quyền của người ta thì mình xây lại này kia cái nọ, tất cả những cái đó nó đã đúng luật lệ, hiểu không? Thành ra mình đưa ra cái thị trường thế giới, người ta đã công nhận, người ta ngay cả mình còn nhận được cái cúp mà coi như là ngôi sao mới rồi này kia cái nọ nữa. Chỉ có mấy thằng ngu mình thì hơi đầm mà nó nói mấy nó thật sự mà nói đầu óc tụi nó nói không hiểu sao. Ừ. Thì đúng rồi đó Nguyễn Ngọc. Tụi nó chống đối, giờ mà mình làm gì ra nó cũng nói, nó tìm cách nó nói, nó phá hoại, chứ nó có nhiều đứa thật sự nó chả biết gì chứ. Ừ. Đúng rồi anh. Tại vì anh biết sao, như ở đây nè, em khu công nghiệp ở Giao Long của Bến Tre có một cái công ty đó của Nhật, họ về họ làm cái chi tiết dây điện trong xe Toyota anh. Có nghĩa là họ sản xuất bên đây, họ nhập về bên đó, nhưng mà tất cả mọi người đâu có biết đâu, cứ nghĩ là đó. Như hiện tại khu công nghiệp Giao Long ở đây, anh chị ở Bến Tre thì biết khu công nghiệp Giao Long có một cái công ty của Nhật về chuyên sản xuất cái xe với cái gọi nó gọi là cái gì, cái kẹp điện anh, cái những cái chui điện để ghim vô trong cái kết cấu của xe. Ừ, thì hầu như ngay cả mấy cái bây giờ xe nào nó cũng có mấy cái chip ở trong cái bộ máy mà coi như là nó có nguyên cái hộp để mà coi như nó điều khiển cái điện cho hết. Hầu như những cái chip đó là của Trung Quốc không à, tại vì nó sản xuất ở Trung Quốc nó rẻ, thành ra là coi như hầu như tất cả xe Đức những cái chip đồ này cái nọ là cũng là một đại đa số là của thằng Tàu, rồi nó mua thí dụ như bánh xe là của nước khác tới nè, cái ghế đồ này kia cái nọ cũng khác, nó làm
coi như là tụi nó cũng mua từ nhiều hãng, nó đem về nó ráp lại tại tại nó làm thôi, chứ không phải không có thằng nào mà cái thằng Audi hay thằng VW hay là thằng Mercedes gì nó làm từ từ đầu tới cuối cái xe, không có cái chuyện đó. Không, nhưng mà phải công nhận cãi với mấy thằng bao que, mấy thằng coi như không hiểu biết đó, mệt thiệt đó. Nói ra kiểu như nó cùng, nó gần hồi cái đuối lý là nó xài giấy 500.000 không. Ừ, tội nghiệp mấy. Đúng anh, tại vì thường thường tức là nó, khi nó nói nó đuối lý xong bắt đầu là chỉ xài giấy 500 với 1.000 thôi chứ không. Ừ, để chút có gì xong đi rồi anh ghi vô trong cái anh gửi tin cho Dương mấy cái giá mà mấy cái phi trường Đức nè, rồi cái dự án cái nhà ga của thằng Stuttgart nè, rồi cái giá mà cái hát ở Hamburg nó xây, rồi tới cuối cùng nó giá nhiều thì để có gì mới mốt rồi trả lời với tụi nó phải không? Ừ, cho mấy thằng nó. Dạ. Nãy có anh Bằng Nguyễn anh cũng có hỏi là cái công trình đó là do tư nhân hay là do cái nhà nước đầu tư vậy anh? Hay cái công trình mà anh vừa nói mới nãy của mấy công trình đó hả? Công trình đó là của nhà nước không đó? Chứ bên này thì cái xe lửa nè, thì những cái mà coi như là huyết mạch á, thì những cái mà của coi như mà thí dụ điện hay xe lửa đâu này kia cái nọ, nó cũng tư nhân quá, nhưng mà trên 50% là của nhà nước, coi như là nước là nắm quyền. Yeah. là họ hết phải không? Ừ, là cái nhà hát rồi này kia cái nọ là cũng cái thị trường Berlin á là cũng của cái nhà nước, cái nhà ga ở Stuttgart hơn 50% là cổ phần của nhà nước chứ không phải là họ tư nhân hết. Ừ, mà bây giờ giàu cho nhà nước hay là tư nhân gì cũng thế thôi. Mấy người ta bên Việt Nam, những người ở trên, người ta tính toán, người ta cũng là những người đầu óc, người ta học này kia cái nọ kia, người ta cả một bộ máy người ta tính toán. Còn cái thứ mà coi như không có miếng đất cắm dùi mà trời đó, thấy cái nhà không có cái nhà mà ở nữa, mà biểu mà toàn bàn cái chuyện nhà nước người ta làm mà cứ xỏ mỏ vô mà nói. Ừ, nhưng mà cái buồn cười nhất là anh hiểu không, cái tên người ta đặt là nhà hát giao hưởng, đó là chỉ là cái tên thôi chứ đâu phải là, có nghĩa là mấy ổng khổ đó, như em nói là cái ông Hoàng Tấn Bạch đó, ổng cứ nói là cái nhà hát giao hưởng, ổng hỏi gì chứ cái nhà hát giao hưởng đó được bao nhiêu người biết nghe được cái nhạc đó mà xây một cái công trình như vậy. Em nói là ổng không hiểu được. Đó anh nhìn thôi. Thì kiểu mà mấy đứa đó nó chưa hầu như vô mấy chưa mấy vô ở bên này á, ngay cả ở München hay là ở Munich, tiếng Việt mình kêu Munich á, hay là ở Stuttgart, tất cả những thành phố lớn người ta có xây một cái nhà coi như là lớn, thật lớn, thì trong đó người ta để ví dụ như có concert nè, coi như là hòa nhạc nè, rồi giờ giao hưởng hay là có những cuộc họp hành gì lớn, hay là những cái cuộc mà gặp chính phủ hay là tiếp đón gì này kia cái nọ mà có cái tầm vóc lớn, người ta đưa về đó, chứ không phải là nói nhà hát là nhà hát, phải không? Hay là sân banh đấy, nhiều khi nó tổ chức mà mấy cái buổi mà hòa nhạc mà lớn, mà mấy cái băng mà lớn đồ này kia cái nọ, thí dụ ABBA hay là mấy cái hay là Beatles hay là Kiss hay là tụi ba cái lớn đồ này kia cái nọ, thì nó cũng tổ chức trong sân vận động, rồi tùy theo bao nhiêu thì cần cái đòi hỏi cái lớn bao nhiêu thì người ta đưa vô thôi. Hay là Việt Nam mình thí dụ tổ chức, thí dụ gặp tổ chức hội nghị hay gì đâu này kia cái nọ thì người ta đưa vô, chứ không phải cái tên nhà hát là cái nhà hát đâu. Bây giờ cái nhà hát ở trên Hamburg cũng vậy thôi, đâu phải là nó chỉ để hát nhạc giao hưởng đâu. Yeah. Nên họ không hiểu. À, đúng rồi, cảm ơn họ đem ra họ nói mà em. Nè Dương, Duy Hùng có ghi là cái phi trường mà Berlin đó hồi xưa dự định là chỉ có 2,5 tỷ thôi, là nó dự định là 2012 là đã xong, đúng không? Mà bây giờ cứ dời cứ năm tới nó chưa xong, bị vấn đề cứu quả này kia cái nọ, hay là dây chạy không đúng, tới cuối cùng bây giờ đã lên tới 7 tỷ mấy rồi, là lên tới gấp 3 lần rồi, đúng không? Là cái thứ nhất, mà bây giờ nó chưa biết là cái đúng thôi mà anh. Mở ra nữa, cái đó là trọng ở phi trường Berlin không á, còn chưa tính cái
nhà ga ở Stuttgart nữa, rồi cái trên Hamburg nữa, thì mấy cái đó thì hồi anh đưa tin cho anh coi anh đưa cho. Ừ. Dạ. Ủa Duy Hùng cũng chính gì vậy? Đức đúng không? Ừ, thì nói chung là nó bao que, là bản chất của bao que là xuyên tạc, mà phải mà nó biết nó xuyên tạc, nó không nói gì cái như nó lên mà nó ngồi mà viết comment hay là giờ giải thích cho tụi này cũng hơi mệt tí xíu không? Ừ. Nếu mà nó không ngu. Với đôi lúc thật ra vậy cũng cảm thấy đôi lúc nhiều khi không có thì cũng hơi buồn buồn, nhưng mà nhờ vậy cảm thấy vui. Thì anh chỉ mong sao á là người trong nước mình chịu khó suy nghĩ giống như nãy anh chị nói. Những cái người mà ở ngoài người ta không đóng góp một đồng nào, người ta không có, người đã yêu nước thì ok, thì anh im, những gì trong nước Việt Nam, người dân có gì người ta chịu, người ta bỏ tiền ra, người ta sống trong nước, người ta đồng ý với cái đó. Còn có ý kiến hay không á là người dân trong nước, còn những cái thằng mà anh nói ngay cả như anh nè, bây giờ thí dụ anh yêu nước nè, mà cái những thí dụ anh thấy đúng ok thì anh, nhưng mà anh cũng không có được quyền, anh không có được quyền cái chỏ cái mỏ vô mà để nói những gì ở bên Việt Nam người ta làm. Trước hết mình muốn biết cái gì á, mình phải suy nghĩ cho kỹ, mình phải coi người này nói người kia nói trước khi là mở miệng ra để mà phản đối. Tại vì mình chỉ là con chim sẻ sẻ bay ở dưới thôi, hiểu không? Còn cái mà chính quyền nhà nước, rồi bất cứ ở nước nào cũng vậy, ở Đức hay là ở Mỹ hay là ở Việt Nam gì cũng vậy, những người trong chính phủ là những con đại bàng, người ta bay trên cao. Mình không có cái mình cái suy nghĩ mình học tới lớp mấy mà mình đòi mình chỉ cái đường bay cho con đại bàng, ở mà đại bàng mà giờ mày phải bay này về này, mình là con xe sẻ bay ở dưới, chịu khó tí xíu đi, mở óc tí. Ừ. Cái gì mà mình nhìn thấy thì ở làm sao người ta không nhìn thấy được, đúng không anh? Tại đúng cơ rồi. Bản là gì, người ta bộ ban ngành người ta đã ngồi phân tích từng chi tiết một đó. Ví dụ như kể cả, ví dụ đương nhiên là ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ muốn xây một cái nhà hát hay là muốn xây một cái bệnh viện hay xây một cái vấn đề gì đã, người ta có qua những cái bang bệ họ đã nghiên cứu. Còn bây giờ mọi người không hiểu được là cái nhu cầu có dùng được nhiều hay không. Bây giờ tự nhiên xây cái bệnh viện vào, đầu tư xây một cái thì nó rất là dễ anh, đúng không? Cũng giống như cái nhà anh xây thô, nó không bao nhiêu tiền cả, nhưng cái quan trọng anh trang trí anh mới tiền, đúng không anh? Đó, thì bây giờ kể cả một cái công trình bệnh viện, anh xây một cái bệnh viện lên rồi, trang thiết bị bệnh viện này, rồi đội ngũ bác sĩ ở đâu ra, đúng không? Rồi lúc đó rồi cái nhu cầu của người dân dùng ra sao, rồi lúc đầu lúc đó không được thì thành lãng phí hay không đó, họ không hiểu được cái này. Dạ, Nên chính vì vậy. cái dân số mỗi ngày mỗi tăng, cái nhu cầu, cái ngay cả hồi xưa mình nghèo là cái đòi hỏi của mình nó thấp, còn bây giờ nó đã cao lên rồi, thì mỗi cái nó phù hợp vô mỗi hoàn cảnh, mỗi môi trường, mỗi cái sự phát triển của xã hội để nhà nước lo, đúng không? Chứ còn mà những người mà mình ở dưới, mình dân ở dưới á, okay, thì nhiều khi á mình thấy một cái vấn đề nào đó có thể, như bữa ngay cả anh bữa hổm cũng vậy nè, bữa hổm nghe cái vụ phi trường có cái ông nào ông nói là chưa đường xá còn ổ gà này kia cái nọ, hay không có thiếu nhà thuốc và tại sao mà vậy, thì anh cũng băn khoăn, anh nghĩ ừ ông này nói thì cũng đúng, mà tại sao bây giờ mình xây nhà, nhưng mà bây giờ thí dụ mình nghe lại nhiều chiều, mình thấy ừ nói là cái ngân quỹ nó có sẵn rồi bây giờ coi như là giờ nhà những cái nhà hát hay những bên Việt Nam mình thì nó quá nhỏ đi so với nhu cầu của cái người dân bây giờ để mà tiếp khách tất cả mọi vấn đề khác, thì bây giờ anh cũng thấy ừ cái đó là đúng, mình xây cái nhà hát là đúng, đúng không? Thì bởi vậy cái trước hết cái gì á, con người á, ông trời cha mẹ sanh ra có cái não thì chịu khó, trước hết mình nghe cái gì á, phải nghe nhiều hướng, đúng không? Rồi xong mình hãy quyết định, mà trước khi mình mở mở miệng ra mình cũng phải suy nghĩ cái đó mình nói có đúng không, mình có nghe được từ nhiều hướng hay không, thì cái đó mới mà, chứ mỗi người mà chứ còn mà đi ra mà cứ thấy vậy rồi cái nghe cái thằng này mà nhất là nghe mấy mấy cha nội bên 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 California này đem lên mà chuyên môn bôi bác, tụi nó là chỉ không muốn Việt Nam mình phát triển thôi,
Rồi, bây giờ cứ mỗi cái mà phát triển của Việt Nam, mỗi cái mà Việt Nam mà lớn mạnh lên là vô coi như dao mà đâm vào tim. Nếu mà so sánh đó, anh nói đây trong nhà nhà đông này, nói bây giờ hồi trước đó, đúng không, bây giờ Việt Nam mình thế, mình vô thế trận là về thể thao nè, mình cũng có huy chương vàng, Á nhận mình cũng có huy chương vàng, mà hay là những đứa trẻ mà đi thi mà trên thế giới, Việt Nam mình thi toán đó, là từ hồi tham dự từ năm 74 tới giờ là coi như là đứng là thấp nhất đó, là cũng 10 có lần như nghe nó hình như lên tới hàng năm đứng top 5 của thế giới. Ngay cả học hỏi những cái gì mình bây giờ phát triển quá nhiều, thành ra Việt Nam mình càng phát triển càng cứng thì tụi nó càng không có cái cơ hội mà gọi là phục quốc phục quyết gì đó không cần biết. Nhưng mà chắc chắn là những cái mà tụi nó đưa ra là hoàn toàn không có cái cơ sở, không có, toàn là những đứa mà coi như không biết mà. Bữa họp anh nghe thằng cha gì hình như bầu, ủa hôm hôm lửa hôm lúc trước thằng Tân Hữu với lại thằng Benny Chột thì nó nói là khi nào mà lật đổ được cộng sản thì mướn mướn tổng thống, đúng không? Rồi bữa họp anh nghe phỏng vấn Ngô Kỷ hỏi về lật đổ cộng sản rồi giờ ai đứng lên lãnh đạo, bà mẹ nó hỏi câu đó, nó trả lời nè, trời xanh voi xanh cỏ, trời đất ơi, rồi tới chừng đó thì chắc chắn có người lên lãnh đạo. Bà mẹ nó lãnh đạo cả nước mà nó làm như là đi hỏi nó chừng lên cộng sản là bị lật đổ rồi ai đứng lên lãnh đạo, trời xanh voi xanh cỏ, tới chừng đó có không cổ nội. Vậy em nói với anh á, họ cứ nghĩ rằng là cái thực sự ra nhận thức Việt Nam của mình á, thì hiện tại là có nghĩa là nhận thức người dân chưa được điều thật, chứ không phải là không có, nhưng mà có những kiến thức nhất định rồi chứ không phải là không. Nhưng cái cách nói, em nói anh, cái gì mình nói nó cũng phải có thực tế, đúng không? Ví dụ như bây giờ anh tuổi hơn em, anh có kinh nghiệm hơn em, thì ít nhiều cái câu nói của anh em có thể em nghiệm ra được là điều đó nó thực tế hơn, đúng không? Chứ không phải là bây giờ anh lớn tuổi anh nói cái điều gì mà em cũng nghe là đúng hết, không phải là vậy. Đúng. Em có cái nhận định của riêng em. Nhưng mà họ thì cứ nghĩ giống như là bây giờ họ nói ra, họ nói những gì á, em nói giống như em nói ông Hoàng Tấn Bạch, ông ngọn nói thao thao bất tuyệt, ông nói không cần thiết là cái điều đó đúng hay không, những con số ông đưa ra, những cái thông tin ông đưa ra, tưởng sao ông là từ cách suy luận của ông mà thôi. Mà em đã nói rồi, suy luận của một cá nhân thì có thể đúng có thể sai, thì không thể nào lấy cái đó làm một cái dẫn chứng. Em nói ông, ví dụ như ông nói là cái đề tài là xây cái nhà hát đó, bây giờ ai dám khẳng định được không đội vốn gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần, nói đó là cái suy luận của anh điều đó đúng chứ không phải sai. Nhưng cũng có thể là bây giờ, ví dụ bây giờ chẳng hạn như bây giờ tôi nói là cái công trình đó nếu mà xây theo đúng tiến độ thì giỏi lắm, chỉ phát sinh từ 7 đến 10% là hết mức, vẫn được vậy. Thì đương nhiên đó là tranh luận mọi người và có quan điểm của mọi người, thì anh không thể nào bắt tôi phải nghe theo cái quan điểm của anh. Đúng không? Ở đây chúng ta đều là đưa ra cái xây dựng những công trình lớn là không có ai mà nói trước được. Thí dụ người ta đã tính toán, người ta đã nghĩ ra cái phần trăm mà coi như là có thể mà đình trệ hay giá thành nó tăng lên hay cái gì, hay công nhân tăng lên, thì người ta chỉ tính được bao nhiêu phần trăm thôi, chứ không có ai mà thấy được là hoàn toàn. Nếu mà đã thấy được là coi như là thành thánh rồi, chứ không còn là người nữa, đúng không? Thì nó đúng ra rồi mẹ thì ông gặp em mấy lần rồi mấy lần trước là cái nick mà Bình Dương á, ông lóc vĩnh viễn luôn rồi, nên đâm ra hồi chiều này vô tình gặp lại ổng nữa mà Dương Nguyễn này, thì lúc đầu ổng nói ok để ổng cho lên, ổng đợi 3-4 người luôn ổng cho lên, cuối cùng mình hỏi ủa sao ạ, không mời Dương lên, ông lóc mình luôn. Lóc tụi này nó cho em lên rồi em nói vài câu thì nó cũng đá xuống thì cũng thế thôi, nó không dám mà coi như kiểu như tụi nó tranh luận không có cơ sở, thành ra không mà mình nói ra là giống như lật tẩy tụi nó rồi triệt bỏ trọng tụi nó rồi, thành ra tụi nó không dám cho lên đâu, hay mình lên nói tí là tụi nó cũng đá xuống thôi. Nhưng mà anh nói nhiều khi mình cũng buồn buồn Aku với lại Sơn Tây.
anh chỉ có dạy dỗ nó thôi chứ anh đâu có chửi mắng tụi nó. Hai thằng nó không có nó block anh từ từ lâu rồi, thành ra nhiều khi nó tụi nó lên anh đâu có thấy đâu, giờ đâu đâu có thấy mặt hai nó nữa, khổ cái nước đó. Thảo Quy thì em cũng sân Tây thì nói chung anh cũng còn nói chuyện tương đối nghe cũng tạm tạm được à, còn giữ sân Tây thôi chứ Thảo Quy em block lâu rồi. Dạ hả? Ừ đúng anh, bởi vì nhờ vậy em mới nhiều khi có những cái thông tin mà em muốn hỏi mấy anh ở bên Đức vậy, để đôi lúc nhiều khi có lên để comment để cho em biết thôi, chứ còn thực sự ra mình cũng biết rằng là hắn chỉ xạo thôi mà, hắn để gạt người dân trong nước mình thôi, nhưng mà cũng có một số người ta tin. Ví dụ như Tây Hoàng Tướng Bạch này thì có một cái con nhỏ trong nước nó cũng là leo lên nó tham gia nó chống cộng đó. Rồi bên kia gửi hàng về, tại nghe nói Hoàng Tướng Bạch này có một cái cửa hàng bán mỹ phẩm, hắn gửi về cho nhỏ này bán lại đó, có nghĩa là để tài trợ tiền thay vì bằng tiền, nhưng mà tài trợ bằng hiện vật, rồi nhỏ này mới bán online lại những cái mặt hàng này trong nước đó. Ok Duy Hùng ơi, em cũng ở Đức, có gì chúc anh bấm anh kết bạn nha, không có gì nói chứ gặp người mà cùng suy nghĩ mà cùng ở nước ngoài này kia cái nọ, mình có người cùng suy nghĩ cùng cái dạ đại khái nói đồng chí đi không? Thì có gì anh em trao đổi nha, không Hùng? Ừ rồi, coi có anh mà anh cầm có lên cái nữa thì để anh cầm lên. Ờ okay. Có gì mà có gì thì cứ nhắn thì... nhắn vô message rồi thế anh trả lời cho, thí dụ có hỏi gì thì anh thắc mắc gì thì bên Đức thì anh nhắn cho nha, không? À vừa ha. À rồi ok. Rồi cảm ơn cho mình nha. Chúc cả nhà vui vẻ. Rồi. Rồi. Chúc rồi. Anh chị có từng dạ, cảm ơn anh. Rồi. Chân cảm lạnh xíu. Hello anh Lợi Minh. Hello. Hello. Ờ nãy em nãy tên gì, tên Bình gì? Nguyễn. Dạ anh Nguyễn Bình. Bình Nguyễn. Anh Nguyễn. Ý là tên trước họ sao? Dạ Bình Nguyễn. À, anh Duy Hùng lên hả anh Duy Hùng? Dạ anh chờ em tí xíu anh. Ok, thì bây giờ thế vậy thì cũng đồng quan điểm với tao rồi, có nghĩa là cái đám kia mà nó xạo xạo thì nó bị bọn tao có nghĩa là lật mặt nó hết, có nghĩa là đừng có thì có bên Mỹ thì tao Tư Tân Bình đủ thứ nhiều lắm, còn bên Đức thì có bạn có em đó, rồi có em Duy Hùng nữa nè, có em dạ có anh Duy Hùng tao là dập liền thôi, không có cái gì order cả, nhưng cái điều quan trọng là cái người trong nước đó, họ có nhận thức được hay là không, mày hiểu tao nói không? Nó họ không nhận thức em, nó bị mua chuộc vì tiền tập tiền bạc đáng rẻ lương tâm, giống vừa nãy mày nói con gì đó, nó biết điều mình phát triển như thế nào nhưng mà hay nó nhận tiền là bắt đầu nó nói ngược lại, đủ mấy cái kỳ vậy đó. Đó nhưng mà... tại vì thật sự dạ em ngắt lời anh cái điều này, thật sự thì đương nhiên rồi, người trong nước thì họ cũng nhận thức ra được nhiều, nhưng cũng có một số cái nói chung gì lòng tham tiền thì họ lệch lạc cái tư tưởng thôi, nhưng mà cái đó thì em nghĩ rằng sẽ đến lúc, cũng một lúc nào thôi anh, chứ cũng không lâu được. Tại cái đó thì bên này mà không cho nữa thì đúng y chang như kia thôi, không cho nữa, nó bắt đầu đuổi trở quẻ, đuổi chửi thôi kệ đi, cái chuyện phần một đó là một euro phải mấy phần trăm thôi, không lại. Thì ở bên Đức thì có Bình Nguyễn đó, rồi bên này thì cũng có tụi tao, thì nó một cái mùa khác đó, thì ta nói rồi với mày rồi, có nghĩa là tao già rồi, tao không có gì hết, nhưng mà tao tính tao thì thẳng như ruột ngựa đó, ruột má mày nó xạo là tao ghét lắm, cho tao thì không có chống bán ai, tao không đẳng biết ai nữa. Nhiều em nhiều cháu nó kết bạn với tao cũng kết bạn từ lưa, trong đó thì chẳng biết cái nào tốt cái nào xấu, tao có kể mày cái chuyện mà được kết bạn nào đủ nó chửi tao te tua, nó lấy hình chế đồ cái hình bậy bạ nó bớt lên đồ, nó đào mã tao lên đồ, mà tao quải quá, tao không tha thiết, tại tao không biết chơi Facebook,
hồi nãy tao có live, lúc đi chợ tao có livestream mà đủ tao livestream mà tao không biết mời, rồi xong rồi mời được thì không có tiếng nói, tao không nghe không có được, tao không làm thinh luôn, tao chạy tới nơi đâu đủ, tại vì tôi dạng đó tao chậm mấy cái vụ lắm, chỉ có để là chứng tỏ là tao, tao nói tôi biết là tao không có rành về Facebook rồi lắm, cho nên vì cho đó ra có những cái chút lúc mà khi mà tao nói vậy bà tụi bay thông cảm nghe, thì dạ, quay đi quay lại Facebook là tụi nó vẫn còn hiểu rõ ai. Giống như thằng em Bình mới nay nói đó là ở nước Đức nè, là một cái nước Đức coi như tiên tiến mà có thể là đi trước Việt Nam mình mấy trăm năm, hai trăm mấy chục năm cũng ngang ngang như Mỹ, mà người ta vẫn còn làm những cái vấn về về đất nước của họ, thì mày thấy là thầy mày thấy là Việt Nam mình nên làm cái đó hay là không, là tự động mày suy nghĩ đấy. Tao đã nói từ trước rồi, không được diễn đàn mày chưa nói mà đi nói diễn đàn Lưu Ly rồi, Hiếu Ngọc rồi, tao ủng hộ chuyện đó 100%. Và cái lý do mình là tại vì cái điểm nhấn của đất nước mình không có một mẹ rồi, mới xây được cái tường 81 tầng thôi. 81 tầng thì đối với Mỹ, đối với tụi châu Âu thì chuyện không có nghĩa địa gì cả. Bình thường thôi. Chưa có một điểm nhấn riêng. Chưa có một điểm nhấn riêng. Để khi ta tới mình, ta tham quan, người ta du lịch này kia thì mình chưa có điểm nhấn gì đó, giá trị cả. Không lẽ tối ngày ra ngay chỗ có chùa cổ, một cột chùa một cột luôn á, ngoài Hà Nội à. Chùa đó có mẹ. Thấy không? Thì không ai ngang tầm thế giới được. Không xứng danh thế giới được. Thì là vì đó phải nên là còn mấy cái đám chống bán, nó không bỏ tiền ra. Trình độ thì không có, không có biết cái con mẹ gì hết trời. Đủ mày xây cái gì mà không có chi phí xác minh, xác vaccine. Đủ mày xây cái nhà của mày. Vaccine. Mày giữ trụ 20 triệu thì tệ lắm, nó mày lòi ra 2-3 triệu nữa. Tiền chi phí vaccine. Đó, đâu cái chuyện đó là ai cũng có chứ. Đồ nó kể, đồ nó làm quá, nó chuyên gia. Bởi tụi nó đâm thọt, mấy thằng đâm thọt ngồi gõ mỏ bên này, ở dưới gõ phím như này. Nó không biết một cái gì trên trời mà cứ bất cứ lĩnh vực gì đủ má. Mai mốt này nè, tao sắp sửa xây đủ má cái phòng thí nghiệm khoa học không gian này, nó cũng chọn mỏ như này mày coi đủ má, nó khổ lụm lon mà nó ngoài lon nhưng mà ở trong này đủ má, nó nói là phải làm gì cho mày coi, tao làm thí nghiệm về đường bay khoa học các mày không gian đủ bay lên sao quả cho bàn luận. Nó chán, tao chán nhất là cái chuyện đó là cái là một đứa không có một trình độ gì cả, không có một trình độ chuyên môn, không có một cái gì trên trời mà lúc nào cũng chống đủ, mà chống tới cùng mà chúng mà đưa ra những cái luận cứ, những cái luận điểm rất là ngon ghê. Đó, khổ vậy. Xin chào. Thì đâu có biết gì đâu, thì giờ anh lên đây rồi thì có những đứa mà nó biết anh rồi anh biết nó thì có gì đó thì chúng ta chung tay góp sức. Nói những cái mà đều phải quấy cho các em nhỏ nó biết để nó khỏi cái lầm đường lạc lối. Có nhiều đứa nó ở trong nước nhưng mà nó tư tưởng nó vẫn có những cái mà nó nghi ngờ, không biết đúng hay là sai, không biết đúng là sai, thẻ là vậy. Yeah. Cho con người ta phân dân thì đây là chúng ta bên này là nói thẳng nói thật thì để tụi nhỏ nó biết. Đó là quyền lựa chọn của tụi nó, nhưng mà bên đây mà nói thiệt, ví dụ là này. Ví dụ như các em du học sinh, yeah, các cháu du học sinh qua Mỹ như thế nào, nào thì tao biết được cái gì tao nói cái đó. Đúng không? Thì để làm, để cho mấy đứa nhỏ trước khi nó đi du học thì nó phải lưỡng lự có nên đi hay là không, hoặc là nên đi. Đi là phải chấp nhận, không đi là okay, thế vậy này. Có nhiều đứa tội nghiệp lắm, đi qua đây đi học có chí lắm, phải đi bưng phở bưng đồ là nó kiếm tiền ngoài giờ để nó mua sách vở, nó mua quần áo, tội nghiệp lắm. Nói chung thì nói một cách khác chẳng nữa là cái xã hội mà nó được cái phúc lợi mà nó hưởng được về sau là do cái năng lực của nó, đúng không? Chính xác vậy. Yeah. Anh cố gắng anh học tập, anh qua Mỹ anh học được trường như là lên danh tiếng, anh cố gắng anh không chơi, anh không đi tay club, không đi gì vũ trường, anh không đi ăn nhậu, anh chỉ túa đi học rồi xong rồi thiếu thốn thì anh làm thêm, lấy cái tiền làm thêm để gửi về cho ba mẹ đại khái vậy, thì những thằng đó có chí là thế nào cũng thành công rồi đó. Dạ, nhưng mà ở Việt Nam này á, là anh biết là có một số cái thành phần á, làm việc thì theo năng lực nhưng lãnh lương thì theo nhu cầu. Đó, nên đâm ra luôn luôn họ cứ nghĩ rằng là họ cứ bị đàn áp, họ cứ bị là bị người ta chèn ép vì cái đồng lương bây mình. Giờ em nói là cái năng nói vậy. Dạ. Thằng Mỹ nó đi hơn mình nhiều chứ, thậm chí cái điệu tao nói nghe nó tính tiền á thì đủ, mà nó cũng tính tiền đúng bằng giờ đó. Đó cái đó là cái tại sao mà tính tiền bằng giờ là nó tránh cái tình trạng đó đó. Có nghĩa là trong một tháng mà vô làm cơ quan nhà nước cái gì, mày vô làm cơ quan nhà nước thí dụ vậy, mày không cần biết làm yến hay làm gì rồi đủ tới tháng là lên tiền đủ, thí dụ cho nên khi đặt họ mà thí dụ là 2 triệu tháng đi,
mày làm vợ hay là mày làm ấy hay gì đó, má là mày cũng lấy 200, má lấy 2 triệu. Nhưng mà thằng Mỹ thì không được, tính bằng giờ mà. Bữa nào mày vô đúng giờ làm hoàn thành công việc. Đúng rồi đó, anh Nguyễn Bình. Vì cái chỗ đó anh ra mày không thể nào mà ăn gian được, mày không thể vô hạn là phải cố gắng làm hết việc. Đó, nó hay hơn. Mình yeah. Còn Việt Nam mình là ăn lương tháng, ăn lương kiểu đó, giống như mày nói, kiểu là làm theo năng lực mà hưởng theo gì, theo nhu cầu vậy đó. Nhu cầu. Có nghĩa là cứ tháng 10 triệu, nó có lãnh 10 triệu, nó nét còn biết gì đó. Ủa, mà nó không làm gì, nó không lãnh 10 triệu. Đó, làm gì, thằng con người ta bị chây lùi. Nó nghĩ như vậy là đủ, má chắc là lẽ là đủ, má nhà nước chàng ép. Nhưng không phải. Qua bên đây nè, mày làm tính mày bằng giờ, tháng mắt mày ra. Bởi vì hồi xưa, ông qua năm ngoái về, thằng em tao xuân. Nó làm mình nó làm lâu nó mà 30 mấy 40 năm được, nó làm bên cái trường dạy quốc phòng, trường dạy máy xe lửa đó, đầu máy xe lửa đó, kêu bằng trường ở từ trước nó có nhà máy gì an thấy không? Dạ. Yeah. Thì nó là giáo viên, nó là giáo viên, nó 2 mấy năm á, trưa nó về, tao hỏi ủa sao về, nó nói về ngủ giấc đi làm, tôi nói đủ trời xưa, đủ mà có màn đi làm xong về nửa chừng đường mà bỏ nó về ngủ giấc 2 giờ bắt đầu xách đít đi. Ở Mỹ làm gì có cái chuyện đó, đủ 8 tiếng là 8 tiếng, cho đâu có làm dù có vụ mà về yeah. ngủ mới đi lên. Chuyện đùa nghe nói chuyện, mà chỉ có Việt Nam mới có thôi, quá sướng. Yeah. Em nói Việt Nam là cũng có tình trạng này nữa anh biết sao không? Đôi lúc nhiều khi đi buổi sáng vô làm tới buổi trưa ăn cơm xong vô tự nhiên nhiều khi cảm thấy người trong người buồn buồn á. Cái xong rồi lên cái văn phòng xin cái giấy, em bị đau đầu quá em làm không nổi. Rồi xong, đủ má mệt. Rồi xin nghỉ buổi chiều. Ừ, má rồi nghỉ nhiều khi từ giờ đi, đủ biết đầu không? Ok, sáng gì mày làm gì? 6 tiếng à, còn 4 tiếng nghỉ vậy rồi. Đó yeah. là ngày đó mày được có 6 tiếng. Đủ má nghĩ như vậy. Đủ nó vậy đó. Dạ. Yeah. Mới nghĩ mà lại được. Xong. Xong bắt đầu á đi về, bắt đầu đi ra đi nhậu với đủ ấy sao tao đi ra đi xin về sớm với mỗi chiếc đầu đủ mà. Thằng Mỹ thì kệ tao mày nghỉ mày đâu cho mày nghỉ nhưng mà trừ tiền đủ đâu cho mày hưởng trọn đâu. Đúng rồi tao bấm thẻ, em nói đứa nào mà bấm thẻ ra vô là đứng đó là bắt đầu bước tới cái một cái tương lai tốt đẹp rồi đó, có thể là đi theo là đường hướng của tụi châu Mỹ châu Âu rồi đó. Thì bữa nay thì thấy các diễn đàn thấy nó có vẻ êm rồi đó. Không dạ, đại khái là giảm bớt rồi đó. Thì anh cũng hy vọng là sau này các em là lo lên, chỉ có mục đích làm cái đường của mình thôi, đừng có xí xó gì của ai, chứ kệ mẹ nó làm gì làm, đừng móc méo, đừng có nói tên nó. Anh thấy bản thân em thì em xác định mục tiêu ngay từ đầu. Ừ. Thật sự giống như mọi người ta cũng kiếm xỉa xấu, nhưng mà em nghĩ rằng em không bận tâm, tại cái đó là cái họ muốn, họ mục đích của họ làm gì kệ họ. Vậy. Còn thực sự em làm của em thì thời gian còn có còn hỏi gì nữa không? Bữa nay bên tao tuyết nè, phủ đầy trời nhưng mà giờ tan tuyết nó bớt rồi, hết rồi. Yeah. Thôi tuyết ít là em cũng khỏe cho anh rồi, chứ em sợ tuyết nhiều bắt đầu anh ra cầm cái máy xúc tuyết em nhìn em xót ruột quá. Không, dùng cái máy thì nó xúc tới cào tuyết thì cũng ok đi, nhưng mà có điều ở đây có rất là nhiều người chết điều đó. Khi mà trời lạnh xong rồi ra ngoài cái rồi bắt đầu mình xúc tuyết thì lúc mà vô mệt thì nó gọi là stress, bị ngưng tim. Dạ. Yeah. Thì có chuyện đó thì trời kia nó dạ đi, mà sao hy vọng tao khỏe thì tao làm, còn không khỏe tao đi mướn người ta thôi. Cũng không sao, chuyện nó quan trọng gì. Dạ. Yeah. Bây giờ tao mới nói mày là không có cái gì buồn chứ bằng mùa đông. Mùa đông cái này trời tuyết phủ đầy trời mà có một ông già ngồi dưới nhà rồi chèo queo đủ má ngó trời ngó đất buồn lắm. Anh thịt cày á, thì đến về anh cái món đó là tao khoái, mà cái món đó là tao về lần nào tao về bữa trước là bữa sau tối là tao đã làm rồi, nhưng mà tao không có giết nha, tao mới nói trước nha, bây giờ đủ mà nhà nước nghe nó cấm á, đủ mà lén là sao không biết, cực biển có ăn là được rồi. nói chung là giờ bây giờ cũng hạn chế ra, vậy là cũng tốt quá. Có nghĩa là cái xu hướng thời đại mà, có nghĩa là mình càng đi lên văn minh thì nào thì mình phải hạn chế là cái điều đó. Ta không thú nhận là ta khoái thịt cày, bởi thịt nó ngon. Với lại biết sao, hồi xưa tới bây giờ á, bây giờ mới thôi, chứ còn 5-30 năm về trước á, cái món đó người Bắc người ta gọi là quốc hồn quốc túy mà,
nó thật, làm cổ làm quái gì cũng phải có cái đó. Nhưng mà vô tình mình không nghĩ sâu, bởi tao mới nói mình hồi xưa mình còn trẻ mình không nghĩ sâu nghĩ xa. Nhưng mà bây giờ mình coi những cái clip mà tụi nhỏ nó kiếm ra không biết, mà nó gửi lên nó có nhiều chú chó mà thấy tội nghiệp lắm, rồi chú chó cứ người rồi mà chủ chết ra nằm ngoài mộ Việt Nam ở đâu biết nó rồi, rồi nó đủ thứ trời, thấy tội lắm. Chứ là từ đây giờ mình phải tiếp cận hiện đại thì mình phải theo thôi, theo cái xu hướng của thời của thôi, cái điều tốt chứ không có gì xấu. Rồi nếu thèm quá thì đủ đi ăn lép thì đâu, đúng không? Ở bên Hàn Quốc nghe nó ăn thịt cầy như Việt Nam mà nó còn hơn nữa. Dạ hơn á. Ừ. Tại bên họ ăn theo ấy mà, họ ăn nhiều hơn Việt Nam mình á. Thôi mày ơi, mùa đó thì tụi trẻ nữa đi hoài, tao đâu dám đi đâu, đi đủ má lỡ không biết làm quạng đủ nó té ăn cái đủ má phiền đủ. Tại vì nó một cách khác thì cái mùa đông này đứng những người lớn tuổi như tao, tại vì mình từ nhỏ lớn mình sống cả nửa đời người ở bên Việt Nam rồi, cái thời tiết Việt Nam mình đang tiêm nhiễm rồi với ông cha, bây giờ qua cái thời tiết khí hậu này của nước người nó lạnh lẽo và nó mùa đổ tuyết xuống thì tụi bay coi phim Hàn mà cảm thấy nó đẹp rồi thơ mộng, nhưng mà mày qua đây mày mới thấy nó khủng khiếp dơ dái rồi đủ. Tại phim ảnh mà nó khác, nó trái chiều với một trời ở ngoài đời, ở dưới thì xe túc xuống tuyết rải muối cào đường cực, đường đi thì trơn trượt lắm lem ướt nhem đồ ướt sũng, cái gì nó cũng tê bối dơ dái. Nhưng mà má tụi nhỏ ở Việt Nam mình thì đi coi phim Hàn Quốc nhiều quá thì gì, người ta mùa đông mùa điếc gì đó, đồ, nó mê tuyết, nó mê tuyết mà nó chưa biết tuyết là cái gì, tuyết bên này là ghê dơ. Thì cũng đúng thôi, từ bản phương Tây thì cái nào thì mình học cái nào dở thì mình ta đâu có cổ suý hết 100% đâu. Ví dụ như hôm trước có diễn đàn nào mà ta nói Luli, có cái là hai đứa ở Việt Nam ở với nhau mặc dù không làm hôn thú, hai ba đứa con thì trên nguyên tắc vấn đề của hợp pháp viện tinh thần hợp đồng rồi, đúng không? Mặc dù ta không là hôn thú nhưng mà ta hai ba đứa con ở cùng nhà thì ở Việt Nam gọi là vợ chồng với con gì nữa. Nhưng mà ở Mỹ không phải, ở Mỹ thì không phải, có thể là mày nó dẫn bạn trai nó tình nhân nó vô nhà mày ngồi đó, nó vô phòng hai đứa làm tình mày cũng không được quyền làm gì, đủ mấy cái ở Việt Nam nó đâm rồi ruột luôn đủ. Đúng không? Nhưng ở Mỹ này, ở Mỹ tại vì mày chưa làm hôn thú rồi mày chỉ là boyfriend thôi chứ chưa phải là cái gì cả của tao, mày không có quyền trách nhiệm, mày không có được quyền đụng chạm với đời tư của tao đó, vậy đó. Thì cái đó là cái gì nhưng đó là phong tục tập quán, thì ta đâu áp dụng cái điều đó vô trong Việt Nam đâu. Nhưng mà cái thí dụ giờ ra ngoài đường bắt tay lịch sự chào hỏi, ví dụ như how are you today, hoặc là hôm nay em fine, là cái nói chung là những cái giao dịch ở ngoài đời xã hội dân sự, những một lời ăn tiếng nói đẹp ở ngoài đời, anh có mạnh giỏi ngày hôm nay không, khỏe không, rồi thôi chúc anh mình khỏe nghe, rồi Việt Nam mình làm đó, cái đó phải học hỏi, cái đó phải học, đúng không? Dạ. Yeah. Đó là những cái văn hóa nên học. Còn những cái nhân quá như là thay vợ chồng miễn đi dẹp đục đó, có những cái hay thì mình học, có những cái dở thì mình dục đi. Tụi Mỹ hoặc là tụi Tây đủ nó mặc nhau, nó gặp nhau ngoài đường, nó hẹn hò nhau ngoài đường ngoài sáng ngay cả tư đường đá đường đông người, rồi xong nó ôm, nó cũng hôn môi đủ tỉnh bơ, nó dính lẹo đấy cả 5-10 phút đối với tụi nó bình thường, tại vì tụi nó gặp nhau nó có cái phong trào là hay có tự do của nó mà từ xưa ngàn đời tới giờ nó vậy rồi. Nhưng mà Việt Nam mình đâu có ai dám làm vậy, mắc cỡ chứ mẹ, đúng không? Đúng rồi anh. Thì theo tập quán của riêng tập quán Việt Nam mình thì không có được thoải mái như vậy. Đâu có được, tại vì như vậy vô tình đánh mất cái phẩm giá của người gái Việt Nam mình rồi. Đã ví dụ như bên châu Âu hoặc là bên khác có cái phố đèn đỏ để làm đĩ, coi như là làm gái, được mà, coi như là có giấy phép. Việt Nam làm vậy thì đủ có được, được. Yeah. Ăn quá Việt Nam không cho phép làm vậy, chứ ai không biết. Dạ, văn quá. Bên Đức, bên châu Âu, phương trời Tây, phương nào cũng có, Mỹ để đáp gác thiếu cha gì, mày cứ bỏ $300 vô thì mình chơi thoải mái thôi, vậy đó. Nhưng mà cái đó đâu có áp dụng Việt Nam được, đó, những dân quá xấu, loại ra, lấy cái nào mà cảm thấy mình cảm thấy thích hợp, tốt, bỏ vô, lấy. Mà Việt Nam bây giờ thành nó giống Tây mẹ chân, nhưng mà cái tư tưởng không giống, tại mà phải hiểu điều này, cái tư tưởng không giống là sao, tại vì cái phong cách á, cái lời ăn tiếng nói nó có thể ra đường, nó có thể chào hỏi này các mà, nhưng mà trong tư tưởng của nó vẫn còn chậm tiến, từ trường hợp hành động mà đi đâu với việc làm á, chứ suy nghĩ á thì là mới là ok,
Còn cái hành động đi trước mà cái suy nghĩ, cái suy nghĩ trong đầu nó chậm lại thì nó cũng như không thôi. Cái đó là bắt, cái đó mày gọi là bắt trước. Chứ không thể nào nói là nó là tiên trí được. Đúng không? Chính xác anh, dùng cái từ bắt trước, trước thôi chứ không phải là đội dân người dân trí. Cũng giống như bên này, bên Mỹ này, ví dụ như đi vô thang máy đi, năm ba đứa có hai bụi đàn bà hoặc hai đứa con gái vô cùng vào thang máy một lượt, thì tất cả những người đàn ông được tiền vé đủ, chỉ có hai đứa con gái vô trước rồi bắt đầu người đàn ông vô sao. Cái đủ mà Việt Nam mình là đủ show luôn, nó chen luôn chứ ở đó đủ. Đúng không? Thì cái đó là không phải gì, cái đó là cái tư tưởng trong cái đầu, không thể nào được. Từ từ đi rồi Việt Nam sẽ tiến tới những cái điều đó. Ta hy vọng là sau này em các bạn nhỏ, các cháu nhỏ sau này sẽ học hỏi những cái điều đó và học hỏi theo kiểu là dân trí nha, có nghĩa là đúng, nhường phụ nữ là đúng đó. Thế như thế thì được, chứ còn làm theo kiểu thói quen thấy người ta nhường mình cũng nhường là không đúng, mình phải tự giác. Đó, rồi điểm ba nữa, đi thứ ba bên nước ngoài nè, nó còn một cái mà Việt Nam mình người đàn ông không được bao giờ, không bao giờ được vũ phu bây giờ, không được quýnh bây giờ, không được mặc sát, đại khái là không có làm nhục. Rồi vậy đủ mới nó bắt điện thoại nó phone cái là chết mẹ vậy. Là cái ở pháp luật Mỹ nó gọi là lead first, là cái gì cũng ưu tiên cho người phụ nữ cả đó. Hồi xưa thì ta cũng không nghĩ gì ở đâu, nhưng mà có mấy lần người ta cự ta cãi bà, ta quýnh bà thì không có làm gì hết. Nhưng có cái điều sau này ta biết luật là đầu tiên ta sợ, phải không? Người phụ nữ Việt Nam có cái chịu đựng hay cái độ mà bữa đó mà nó giận là mới gọi là tiêu tao tiêu rồi, đủ tao không còn ở đây đâu. Ừ. Thì có đó áp dụng không có đâu ai. Đó không ai đâu đó anh bên Mỹ á, chứ ở đây em đụng vợ em đục lại em te tua mình mẩy hết luôn. Hồi đó ta từ hồi đó tới giờ ta bị vợ ta đục hoài, nó bắt trước nó ăn lên đủ, nó leo lên nó ngồi đủ trên đầu ta rồi. Bây giờ nó quýt ta nhà. Em lại vậy đục. Em mày coi phim Mỹ á, ví dụ như hai đứa con gái hoặc đứa con trai nào, hai đứa mà nó quýnh lộn hoặc nó xô sát nhau, thường thường mày thấy con trai đưa giơ hai tay lên, mày thấy không? Nè, cái đó là cái phản ứng là tao không có làm gì hết nha, tao không có làm gì hết nha. Nhưng mà đủ mà ở xã hội Việt Nam mày thấy nó quýnh gái tội nghiệp, quýnh đủ tay tua chân trời thấy tội nghiệp. À. Nhưng mà bây giờ nói chứ cũng đỡ, toàn bị gái quýnh thôi, điển hình trong quýnh tay. Nói chứ đâu nỡ nào mình quýnh mạnh tay đâu anh, nhưng mà vợ mình quýnh mình mạnh tay. Mà ngày nào nó quýnh tao chân á, tụi em cũng thật, tao không biết. Bởi tao sợ vợ. Tao là chủ tịch hội, không biết hả? Thì có những cái rất là hay, mình phải nên học hỏi, và có những cái mà không nên thì mình không học thôi. Chứ không phải áp dụng toàn bộ đâu, đó là ngu si đó. Kể cả trong vấn đề chính trị cũng vậy, về đường lối cũng vậy, về quân sự cũng vậy, nó kể cả. Chính vì mình khô khéo, mình lấy những cái tốt mà mình loại ra những cái xấu thì mình mới thắng được họ đó. Cái đồ mà. Chúng chồng dục chúng nhắn bắn đúng chỗ vợ. Có đó, đồ quá, bữa nào vợ nó quẩy đồ quá, bực mình là đồ nó đéo chịu. Mày là cố gắng mày làm là đồ quá, nó gọi vô, nó tố cáo mày hiếp dâm á. Mặc dù là vợ chồng mà nó tố cáo mày cũng đi tù đó, chứ không phải đơn giản đâu. Mày trúng hay là mày thật vậy mày cũng bị chứ. Tao thì lâu quá, tao không biết cái chỗ đó, mười mấy năm rồi. Còn mày bây giờ còn sung quá thì mày mốt còn bị đó, chửi. Thôi là cái đó. Mặc dù là vợ chồng, nhưng mà người vợ nó không có thích là đủ, mà mày được quyền, không được quyền rớt đó. Rớt thì nó làm mà, riết rồi cái con người ta giống như máy móc, giống như con robot mà. Ok, cái đó lên đi, thằng gì đó. Thằng gì bên Đức á, thằng gì? Dạ, anh Di Hùng, anh chờ tí mà anh đi ăn rồi. Nên thôi, chắc em thì em chắc cũng ốp. Ok. Dạ rồi, đấy, thôi, quỷ, em chúc anh cuối tình. Quỷ Thế Linh Hoàng nào nãy nè, đúng mà. À, thằng Quỷ Thế Linh Hoàng là cứ tối ngày ngâm thơ hoài, đúng mà. Thiệt khổ ghê, tao chỉ mê. Tao chỉ thấy mê phải thơ thôi. Đôi mắt. Dạ, ảnh là mắt. Tâm hồn của thi sĩ mà. Dạ. Thôi cho anh xuống đi, có gì kêu Linh Hoàng dạ, thơ cho nghe. Thế em tơm. Rồi, em mới bay. Dạ, còn sai thế. Dạ rồi, thôi. Dạ.
Dạ thôi thì hôm nay chắc đến đây em cũng ngừng diễn đàn. Cảm ơn các anh chị. Tuy là diễn đàn hôm nay mở đột xuất thôi, nhưng mà cuối cùng cũng rất là vui. Cảm ơn các anh chị rất nhiều.